ký sinh trùng, nó chính là những cái vi nấm hay gì? Vi nấm. Nấm đây là mình đang nói nấm y học ha, tức là những cái nấm có thể gây bệnh cho mình, chứ không phải mình nói đến những cái nấm mà mình ăn ha, tức là mình không nói nấm đùi gà hay nấm kim châm nha, mình nói nấm y học tức là nấm gây bệnh ha. Vi nấm thì thực ra nó cũng có nhiều các loại lắm. Nếu mình xét chung á, thì nó cũng có thể là cung cấp thực phẩm nè, hoặc là nó cung cấp những cái chất, trong một số nấm nó cũng có những cái chất rất là tốt. Nhưng mà ở đây bài của mình là mình sẽ nói về vi nấm y học, tức là mình đang nói về ký sinh trùng, nên là mình sẽ nói về nấm gây bệnh ha, nấm gây bệnh. Thì cấu trúc anh chị nào để mấy cái mình tắt ha. Cấu trúc của nó thì thành phần của nấm nó sẽ có cái carbonhydrate này, ở trong cái carbonhydrate này nó sẽ có cái phần là chitin ha, những cái chất như là chitin nè, kitosan nè, những cái chất này là nó là những cái chất gọi thực phẩm chức năng rất tốt, cellulose, glucan, hemanan và protein có thể nó giàu sunfu ha, giàu sunfu, nó giàu sunfu, nó sẽ kiểm soát cái trao đổi chất. Bảo vệ tế bào, chống lại sự thay đổi áp suất thẩm thấu bên ngoài, giúp cho nấm sẽ nó có thể sống được ha, sống được. Màng tế bào thì nó chính là phospholipid ha, nó cũng giống như những cái thành phần khác, những cái tế bào của những động vật khác hay là những cái tế bào của những sinh vật khác, nó cũng có lớp phospholipid ha, và nó cũng có nhiều loại. Về sterol của nó, tức là cái phần mà nó sẽ cấu tạo cái phần lipid, đó là ergosterol này hay là zimoterol này, nhất là những cái phần ergosterol này nó là những cái chất rất quan trọng như vậy. Ergosterol này các anh chị sẽ nạp nó, gặp nó ở trong một cái loại nấm gọi là nấm cựa gà. Cái nấm này nó sẽ có cái ergosterol, nó là một cái chất nó dùng để điều trị những cái hội chứng đau, đau nửa đầu hay là rối loạn tiền đình ấy. Rồi cái màng tế bào này nó sẽ điều hòa hấp thu hay bài tiết ha, sinh tổng hợp tế bào và nang, tế bào chất thì nó sẽ là đa nhân ấy, đa nhân. Nó có ti thể, nó có không bào ha, không bào. Trong tế bào chất nó là một cái đa bào, nó là một sinh vật đa bào, nó là eukaryot, cho nên rằng là nó cũng có những cái cơ quan rất là phức tạp như những cái tế bào của người hay động vật, chẳng hạn như là có bộ Golgi này, có ribosome này, có lưới nội chất ha, lưới nội chất, túi chuyên chở và bài tiết, đời sống nó dị dưỡng, tức là nó có thể tự tạo cái thức ăn cho nó, tức là nó có thể tự tổng hợp thức ăn từ những cái chất vô cơ, một số nấm có thể có khả năng đó. Rồi hoại sinh tức là nó sẽ phân hủy những chất vô cơ có sẵn để tạo ra những chất dinh dưỡng cho nó, hoặc là có thể là nó ký sinh, tức là nó sẽ xâm nhập vào một cái ký chủ nào đó và nó tự lấy cái thức ăn, nó sẽ lấy thức ăn trên cái ký chủ đó, chẳng hạn như nó xâm nhập vào người mình để nó lấy thức ăn ở trên mình, nó lấy những cái chất vô cơ mình tạo ra sẵn. Rồi nấm nó cũng có thể có ích này, hoặc là gây hại. Môi trường sống của nó thì thường ở môi trường pH nó thấp và nó có phát triển được ở nồng độ muối và đường cao. Về phân loại thì nó sẽ có là những cái nấm như nấm men thì là nhóm đơn bào, cơ thể nó chỉ có một tế bào mà thôi. Nấm sợi thì thường nó sẽ là đa bào thì bao gồm là nấm sợi nó có hoặc là không có vách ngăn, hoặc là nấm sợi có hoặc là không màu, có màu hoặc là không màu, không màu thì chúng ta nhuộm bằng thuốc nhuộm ta sẽ thấy, hoặc là có màu. Rồi nấm có thể là sợi nấm dinh dưỡng hoặc là sợi nấm ký sinh ha, có những loài nó chỉ có nấm dinh dưỡng thôi mà không có ký sinh, có những loài nó có nấm ký sinh. Nấm ký sinh tức là nó mọc lên phía trên cái bề mặt,
và nó sẽ lấy cái có thể những chất dinh dưỡng hoặc là nó dùng để sinh sản ha, sinh sản. Rồi nó có một cái loại nữa người ta gọi nó là nấm lưỡng hình đấy, lưỡng hình, hoặc là nếu các anh chị đọc một số tài liệu thì nó không gọi là lưỡng hình mà nó gọi là nấm nhị độ, lưỡng hình hay là nhị độ. Thì nấm nhị độ này nó ở 20 đến 30 độ C ha. Thì tức là cái con nấm này nè nó sẽ có hai hình dạng ấy, nó có hai hình dạng. Nếu như các anh chị nuôi nó ở hai cái nhiệt độ khác nhau thì nó sẽ cho chúng ta hai cái hình dạng khác nhau. Ví dụ 20 đến 30 độ C thì nó chính là dạng nấm sợi nha, sợi. 35 đến 37 độ C thì nó sẽ là dạng nấm men, nấm men. Tức là ở lưỡng hình ở đây tức nó nói là hình thể nó sẽ có hai hình dạng. Lưỡng là hai hình, là hình dạng, nó sẽ có hai hình dạng khi các anh chị nuôi ở hai nhiệt độ khác nhau. Còn nhị độ tức là nó nói là ở một cái nhiệt độ, hai nhiệt độ khác nhau thì nó sẽ ra hai cái hình dạng khác nhau. Nhiều tài liệu nó ghi là lưỡng hình nhưng mà nhiều tài liệu nó ghi là nhị độ ha. Thì các anh chị đọc các anh chị cũng biết, tức là một cái loại nấm nào đó mà chúng ta nuôi nó ở hai cái nhiệt độ khác nhau thì nó sẽ ra hai cái hình dạng khác nhau, và thường nhiệt độ nó sẽ là từ 20 đến 30 độ C thì nó sẽ đỡ là đó là nấm sợi, nhưng mà nếu mà 35 đến 37 độ C thì nó sẽ là nấm men ha, nấm men. Sinh sản, sinh sản thì nếu như là nấm men, nó mang tức là nó chỉ là có một cái tế bào mà thôi, thì sinh sản có thể sinh sản bằng hữu tính, hoặc là vô tính. Nó có thể có vừa sinh sản hữu tính và vô tính. Hữu tính tức là hai tế bào mang nó phối hợp với nhau lập thành túi và các bào tử túi ha, túi, và sau đó những cái bào tử túi này nó sẽ phóng thích ra những cái nấm men mới, tức là nó có sự kết hợp giữa hai tế bào hạt mang nên tôi gọi nó là sinh sản hữu tính. Sinh sản vô tính là bằng cách nó nảy chồi, nảy chồi, hoặc là nó sinh bào tử chồi, hoặc là nó cắt đôi, hoặc là nó tạo sợi nấm giả. Thì nấm men này nó có nhiều loại, nhiều chủng, cho nên là hình thức sinh sản của nó cũng rất nhiều, có thể hữu tính và có thể là vô tính. Nhưng vô tính thì trong vô tính nó cũng có nhiều cái kiểu, tức là nó nảy một cái chồi, hoặc là nó nảy bào tử chồi, rồi nó cắt đôi, có thể là tạo sợi nấm giả, nó kiểu có nhiều cái kiểu sinh sản. Đây là cái gì thấy nấm men này, nó nảy chồi ha, nảy chồi. Tức là ở trên cơ thể nó sẽ một cái sợi nấm nó sẽ mọc ra những cái chồi, từ từ nó sẽ lớn lên, khi nó lớn đến mức độ đủ lớn thì nó sẽ tách khỏi cơ thể mẹ để nó tạo thành một cái nấm men mới ha. Rồi nó sinh sản bằng cách chia đôi, chia đôi cái mình bên trái của các anh chị, hoặc là sợi nấm giả, tức là từ cái hạt mang nó sẽ phát triển thành những sợi từ nấm giả, những sợi nấm giả đó sau này nó sẽ cắt ra nó thành những nấm mới ha. Về sinh sản mình vừa nói là sinh sản của nấm men, bây giờ mình nói về sinh sản của nấm sợi. Sinh sản nấm sợi nó sinh sản bằng trứng ấy, trứng. Tức là nó có nhiều kiểu, trong đó một trong những kiểu đó là sinh sản bằng trứng. Còn trứng tức là hai sợi nấm nó nảy hai cái chồi, sau đó hai cái chồi nó hòa nhập vào nhau, hai cái nhân nó giao hợp nó tạo thành cái trứng, và trứng nó theo gió đến môi trường mới ha, môi trường mới, trứng nó theo gió đến môi trường mới. Đó là sinh sản bằng trứng nè. Rồi hoặc là sinh sản bằng túi, tức là cái sợi nấm cơ bản đầu tiên là gọi nấm sơ lập, sau đó nó thành sợi nấm hậu lập, nó có hai nhân, sau đó là hai nhân nó sẽ giao hợp nó tạo thành một cái hợp tử, và nó cái bào tử nó sẽ nằm ở trong cái túi, người ta gọi nó là bào tử túi ha, túi. Và khi nó phóng thích cái bào tử túi này đi thì đến một cái vị trí nào đó nó vỡ ra thì nó sẽ phóng thích cái hợp tử đó và nó sẽ mọc thành một cái cây nấm mới, hoặc là sinh sản bằng đảm. Sinh sản bằng đảm là tương tự như sinh sản bằng túi nhưng cái bào tử nó mọc ra ngoài nó tạo thành đảm, hay là gọi là bào tử đảm. Đảm này thường chúng ta gặp ở những nấm mà nó có mủ á, đây là những cái dạng nấm sợi sinh sản này. Đây là sinh sản bằng túi, tức là nó có những cái túi để nó phát, khi nó đụng túi đi nó sẽ phát ra những cái, vỡ cái túi ra nó phát ra những cái bào tử đi rất xa. Đây là nấm đảm, tức là những nấm chúng ta thường gặp ở những cái nấm nó có mủ, hoặc là nấm sợi nó cũng có thể sinh sản vô tính bằng hình thức là bào tử đốt này, hay bào tử bao dày, hay là bào tử đứng nhỏ, hoặc là bào tử đứng lớn.
bào tử bao dày này, các chị thấy là nó đúng như cái tên đó. Cái vỏ của nó dày, cái lớp mà nó dày, còn bào tử đốt tức là nó sẽ phân thành từng đốt, từng đốt nhỏ, mỗi một đốt như vậy nó sẽ phát triển được, trong đó nó mang những cái nhân mà nó phát triển được thành những cái nấm mới. Rồi bào tử đến lớn tức là cái hình kích thước của nó rất lớn, cái gì rất lớn ha. Mình thấy nó mà thường là những cái loài nào có bào tử đến lớn thì nó ít ha. Nó rất là lớn, còn bào tử đến nhỏ thì nó li ti, cái gì giống như nó là những cái hạt lúa vậy đó. Rồi những ai hay là những người nào chúng ta sẽ có nguy cơ bị nhiễm nấm, thì đầu tiên á, nếu mà nhiễm nấm thì chúng ta có thể xét đến là vùng dịch tễ, tức là ở cái vùng đó mà có cái bệnh nấm nó hoành hành. Rồi những người suy giảm miễn dịch cũng rất dễ bị nấm này, hoặc là những người bị sử dụng thuốc, các chị sử dụng thuốc nó tấn công một cái cơ quan cơ thể, có thể dẫn đến là nó sẽ dễ tổn thương và nó dễ bị nhiễm nấm. Rồi sự can thiệp của kỹ thuật y học, chẳng hạn như là những cái thủ thuật xâm lấn trên bệnh nhân, nếu nó không vô trùng thì nó cũng có thể dẫn đến nhiễm nấm bệnh nhân. Rồi những người ung thư, những cái bệnh lý như bỏng nè, suy dinh dưỡng thì nó cũng là điều kiện để cho nấm nó phát triển ha. Và hiện nay trên thị trường chúng ta cũng có rất nhiều thuốc kháng nấm ấy nhỉ. Cho nên là nấm thực ra nếu mà nấm mình mà nếu mà mình tìm ra được cái đúng cái loại nấm, đúng cái loại nấm nào nấm thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái thuốc diệt nấm để diệt nó ha, diệt nấm. Chẳng hạn như là chúng ta hiện nay có rất là nhiều những cái thuốc nấm, chẳng hạn như là imidazole nè. Imidazole là chúng ta có thể là PO, tức là chúng ta uống uống hoặc là chúng ta bôi hoặc là đập gan ha. PO nó là viết tắt của là by mouth orally, tức là dùng bằng đường uống ha. Nó là ký hiệu viết tắt của thuốc, đường dùng của thuốc. Rồi nhóm imidazole thì chúng ta có thể uống hoặc là bôi, nhưng mà nó gây độc gan ha, độc gan. Còn đối với lại amphotericin B á, thì chúng ta dùng đường uống nếu chúng ta nhiễm nấm ở ruột, hoặc là chúng ta dùng IV. IV tức là nó là ký hiệu của cái nó gọi là intravenous, tức là ký hiệu của tĩnh mạch ấy, tĩnh mạch. Tức là nếu như cái thuốc nào mà nó để cho các anh chị chữ BO tức là chúng ta uống, còn thuốc nào nó để chữ chữ IV tức là các anh chị sẽ phải tiêm tiêm tức là amphotericin B thì chúng ta sẽ uống nếu mà nhiễm nấm ở ruột, hoặc là chúng ta tiêm nếu như nó nhiễm nấm nội tạng ha, và nó gây độc độc thận ha. Imidazole thì gây độc gan, nhưng mà amphotericin B thì gây độc thận. Rồi bucitocin đường uống nè, nystatin nè, risolivin đường uống, hoặc là chỉ định nhiễm nấm da, terbinafine thường dùng chỉ nấm mắm. Ngoài ra các chị còn có thấy ngoài các chị thấy nó có nhiều lắm, như là siêu kho nè, bảy màu á, rồi những cái thuốc trị nấm khác nè. Rồi đây là kỹ thuật mà xác định vi nấm gây bệnh, người ta sẽ ly chích mà nấm từ bệnh phẩm ha, quan sát cái khúm nấm để xem là nó đặc trưng như thế nào, sau đó là quan sát cái đặc điểm hiển vi, vi tức là sợi nấm bào tử này, rồi chúng ta khảo sát tính chất hóa lý, và cuối cùng là có thể là dùng sinh học phân tử để định danh. Đó là mình nói về đại cương của những nấm y học. Bây giờ mình sẽ nói về những con nấm cụ thể hay các anh chị. Nấm đầu tiên mà giới thiệu các anh chị đó chính là nấm nấm mang gây bệnh anh chị, nấm mang gây bệnh, nấm mang gây bệnh. Nấm mang thì nó là dạng hạt mang, nó chỉ có một cái tế bào thôi, nó là dạng đơn bào, và nó chỉ có một cái cầu tế bào thôi. Và nấm mang này thì nó sẽ có ba cái giống mà nó hay gây bệnh ở người nhất, đó chính là Candida anh chị, rồi Cryptococcus, rồi Malassezia.
Thì Candida SBB, người ta ghi các anh chị một cái tên là khoa học nào đó mà có chữ SB hoặc là SBB, tức là nó sẽ có nhiều loài. Thì Candida SBB tức là nhiều loài trong cái nhóm Candida này ha, tức là trong cái giống Candida này nó có nhiều loài. Thì trong tất cả những cái Candida thì Candida albicans là tác nhân nấm men mà chúng ta gây nhiễm nhiều nhất ở trên người, mà chúng ta thường gặp nhất. Nó thường gặp đến nỗi rằng là người ta chia những cái thằng nấm men khác vào một cái nhóm, nó gọi là non albicans, tức là nấm men là albicans hoặc là non albicans, tức là không phải là albicans. Tại vì cái thằng nó Candida albicans này thì nó gặp nhiều lắm, thường xuyên lắm, cho nên là những thằng khác rất ít gặp, nên là người ta phân luôn thành hai nhóm, một cái là albicans và non albicans, tức là không phải albicans. Thì trong nhóm mà không phải albicans thì nó cũng có nhiều lắm, nó có là Candida là tropicalis nè, rồi Candida rarata, rarata rất nhiều những nấm khác nè. Nấm men nó là một cái nấm có thể đa hình, nó là hình đa hình như vậy. Tức là nó ở dạng men thì nó là hình cầu, sinh sản bằng hình thức nảy chồi, có thể nó sẽ có ống mầm nữa, rồi nó có thể hình thành sợi nấm giả, sợi nấm thật để nó tạo bào tử bao dày ha, có thể tạo bào tử bao dày nữa. Về độc lực thì nó sẽ có cái ba cái khả năng giúp nó sẽ gây bệnh cho mình. Nhất là khả năng kết dính với lại cái mô của ký chủ, nó có tính kỵ nước cho nên là nó tăng kết dính với mô ký chủ ha. Nó có một cái chất nó gọi là manan, manan này nó liên quan đến tính kỵ nước, làm giảm đáp ứng miễn dịch của cơ thể chúng ta. Rồi tính lưỡng hình, hình dạng sợi, khi nào mà những bên nơi mà nó bất lợi thì nó đổi hình dạng, tức là từ hạt men nó sẽ đổi hình dạng sợi để giúp vi nấm nó phát triển dọc theo những cái rãnh tế bào và nó xuyên qua mô ký chủ ha, nó xuyên những cái lỗ để vào mô ký chủ. Rồi nó có thể sản xuất ra những cái enzyme, mà enzyme này á nó sẽ ly giải những cái protein nó thuộc cái hàng rào miễn dịch của chúng ta. Tức là khi một cái vật lạ nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta thì chúng ta sẽ kích hoạt cái hệ thống miễn dịch để chống lại nó. Và trong số những cái chất mà hệ thống miễn dịch chúng ta kích hoạt giải phóng ra, nó có rất là nhiều những cái protein ấy, protein nó tham gia vào bảo vệ cơ thể chúng ta. Mà cái nấm men này nó có khả năng là nó sản xuất enzyme để phân hủy, ly giải, tức là phân hủy cái protein của chúng ta. Protein ở trong cái hệ thống miễn dịch ấy, làm cho cơ thể chúng ta không có bảo vệ được, chống lại cái nấm này, dẫn đến chúng ta sẽ nhiễm nấm. Về dịch tễ và bệnh sinh thì Candida nó sẽ hoại sinh ở người và động vật máu nóng. Động vật máu lạnh thì ta không thấy con này, coi như thấy nó ở động vật máu nóng thôi. Tức là nó sống hoại sinh, tức là nó có thể tự kiếm thức ăn của nó có thể có tự lấy những cái chất cặn bã, nó sẽ tự tạo ra được những cái chất thức ăn cho nó từ những chất hữu cơ mà được thải ra dư thừa cặn bã, hoặc là nó sẽ ký sinh. Và khi nó vào chúng ta thì thường nó sẽ là ký sinh. Nó sống chủ yếu ở niêm mạc của cơ quan tiêu hóa, hiếm khi nó có cố định trên da khô và da nhẵn. Các anh chị sẽ gặp nó ở những vùng da ẩm ướt là nhiều, da bẹn này, da nách này, da cổ này, niêm mạc này, chân tay, tức là những nơi người ta tiếp xúc với nước nhiều. Tuy nhiên Candida này thì nó lại gây bệnh ở khắp nơi trên cơ thể. Mình sẽ liệt kê một số cái những cái dạng Candida mà nó gây bệnh, khắp nơi. Những cái yếu tố nguy cơ mà nhiễm Candida, tức là người đó người ta suy giảm miễn dịch, người ta rất dễ nhiễm những cái loại nấm hoặc là những cái bệnh cơ hội khác, trong đó Candida, đái tháo đường, ung thư, răng giả,
tức là do cái vệ sinh nó không tốt, nó không tốt, nó có thể nhiễm nấm từ trước từ cái răng đó ở đây chúng ta. Rồi hút thuốc, nằm viện này, đặt ống thông, tức là những cái mà nó làm tổn thương những cái tế bào niêm mạc chúng ta, biết rồi, do nấm này nó dễ xâm nhập hơn. Nội sinh, đường lây truyền là nội sinh ấy, nội sinh, tức là nó sẽ thường nó sẽ lây, nếu mà ở bên ngoài nó lây vào mình rồi nó sẽ đi một cái cống candida, nó có thể di chuyển lên khắp nơi trên cơ thể, người ta gọi nó là kiểu nội sinh, nó đi lên rất nhiều cơ quan, tức là nó không có cố định giống như coi cái gì thấy là những con ký sinh trùng chẳng hạn như là con dung hay con sáng á, thì nó định vị sẵn ở một nơi, tức là con dung đó nó sẽ đến ruột hay là con dung đến cơ, nó sẽ có sẵn một cái định vị, thì lâu lâu nó hay lạc chỗ rồi, cái lạc chỗ rồi, nhưng mà nó có một cái sự định vị ở một cái vị trí nào đó, tức là nó định vị sẵn ở ruột, thì nó 100 con thì 99 con nó về ruột rồi, còn lại là một con là nó sẽ không về ruột, nó có thể lạc chỗ chỗ khác, nhưng mà tỷ lệ rất ít, tức là nó chạy lòng vòng như thế nào không biết, nhưng mà khi nó trưởng thành rồi thì nó sẽ về ruột, nó về ruột đó. Nhưng candida này thì không có gì, candida này thì khi chúng ta nhiễm vào thì chúng ta sẽ không biết là nó sẽ đi đâu, và nó có thể gây bệnh ở rất nhiều cơ quan, cho nên là nó không có một sự định vị nào trước ở cơ quan nào hết, nó không giống như dung sáng, dung sáng là nó định vị hẳn cái con đó là ở ruột non, con đó là ở ruột già, con đó là ở cơ, con đó là ở chỗ nào, nó có định vị hết và nó đi như thế nào, nếu như là con trưởng thành thì nó sẽ về đúng cái chỗ đó nó sinh sống và lấy chất dinh dưỡng của đó, nó gây hại ở chỗ đó. Còn đối với nấm men thì không, nấm men thì nếu anh chị lây ở một cái vị trí chẳng hạn, chúng ta lây qua vết thương ở trên tay, nó có thể đi vào máu anh chị mở lên khắp nơi, hoặc là chúng ta lây qua đường niêm mạc miệng thì nó nhiễm vào đó và nó cũng sẽ đi khắp cái nơi, cái cơ quan khác, chúng ta sẽ không biết rằng là nó sẽ đi về một cơ quan cố định nào, cho nên người ta gọi nó con đường, nó là con đường loạn sinh, loạn sinh. Cái thứ hai là từ người sang người, ai như mẹ truyền sang con nè, nhân viên y tế truyền vào hay bệnh nhân là truyền sang bệnh nhân, hoặc là khách thăm hay là người nhà hay gì đó. Rồi quan hệ tình dục, nếu một người bị nhiễm nấm quan hệ tình dục với một cái người khác thì cũng có thể lây nấm nó cho người khác. Và candida này các anh chị thấy là đối với nữ, khi mà những cái xét nghiệm huyết trắng thì ở nữ nó sẽ thường nó sẽ hay gặp hai cái tác nhân, đó chính là Trichomonas aeruginosa, Vaginalis, và tức là con trùng roi âm đạo á, và cái thứ hai nó chính là candida. Rồi thì trong huyết trắng những người phụ nữ mà người ta bị có vấn đề về huyết trắng thì thường đi xét nghiệm nó sẽ có hai tác nhân đó, chính là candida và cái Trichomonas vaginalis này. Rồi nó có thể lây qua những vật dụng và thuốc có nhiễm candida, rồi có thể là do tiêm chích ma túy hay là những tác nhân khác ha. Rồi đây bệnh lý nó nè, đầu tiên mình sẽ nói là candida miệng hầu, cái này miệng hầu tức là nếu như nó định vị nó đến ở miệng ở hầu nó gây bệnh thì niêm mạc miệng nó sẽ đỏ đỏ, nó có đốm trắng thành mảng, dễ bong tróc ha, viêm, rối loạn tiêu hóa. Những trường hợp này các anh chị thấy rằng là người ta chụp những trường hợp rất là nặng, điển hình cho các anh chị xem, nhưng thực tế ngoài thực tế ít bệnh nhân tới mức độ này, tại người ta có thể là người ta thấy cảm thấy là mệt mỏi ngứa họng gì đó vài bữa là người ta đi khám mà khám rồi, và bác sĩ người ta có thể nhìn ra được cho các anh chị, hoặc là cho các anh chị làm xét nghiệm để xác định xem là chúng ta có nhiễm cái candida hay không. Đây, không thì các anh chị nhìn con số cái hình đó, nó sẽ có những cái hình ở lưỡi nè, ở vùng hầu họng nè, amidan rất nhiều. Candida thực quản ruột, mà nãy mình nói là miệng hầu, bây giờ nó xuống dưới là đến thực quản và ruột. Candida thì nó tăng sinh rất là nhiều ở trong ruột, nó có thể gây rối loạn tập của ruột. Tức là các anh chị biết rằng là trong cái cơ thể chúng ta, trong cái đường ruột của chúng ta nó có luôn luôn có những con vi khuẩn, có thể là cũng có những con vi khuẩn có lợi, cũng có những con vi khuẩn có hại, thậm chí cả những con vi khuẩn thường trú nó
rất là nhiều ở trong đường ruột, như vậy là trong cơ thể chúng ta nó sẽ có một cái lượng vi khuẩn, nó sẽ cân bằng giữa vi khuẩn có lợi cũng có hại trong đường ruột anh chị, giúp chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ tiêu hóa. Tuy nhiên bây giờ candida này nó phát triển quá mạnh thì nó lại làm là nó tiêu diệt một số những cái tạp khuẩn mà nó có lợi cho chúng ta trong đường ruột, thì nó dẫn đến là nó sẽ mất cân bằng cái giữa cái vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại, và nó sẽ dẫn đến là viêm ruột mãn tính nè, tiêu chảy nè, sôi bụng nè, ngứa hoặc là viêm đỏ hậu môn. Rồi candida thì quản ruột, ở ruột nó sẽ tạo cái màng giả, biểu mô ruột nó sẽ bị phá hủy ha, vi nấm nó sẽ xâm nhập sâu vào thành ruột qua máu, nó có thể dẫn đến là viêm ruột cấp nè, tiêu chảy nè, phân có máu nè, mất nước nhiều ha. Đây là candida thực quản ruột, anh chị thấy nó nổi sôi ra nhìn rất ấn tượng đúng không? Nó mọc đầy hết trong đó ha. Cái này người ta đã để rất lâu rồi anh chị, nếu mà sớm thì nó không đến nỗi này đâu. Rồi bệnh lý candida sinh dục, candida sinh dục là chủ yếu ở nữ nè, ở nữ huyết trắng nó đục, không có hôi, niêm mạc âm đạo nó viêm đỏ, nhiều mảng trắng, ngứa rát nè, nhưng bệnh candida này ở phụ nữ nó là bệnh cấp tính, nó đáp ứng thuốc tốt vậy. Tuy nhiên ở nam giới người ta cũng sẽ bị candida sinh dục này, nhưng nó hiếm hơn ở nữ mà nó triệu chứng nó cũng nhẹ hơn. Ở nam giới thì triệu chứng nó nhẹ, có thể là nổi mẩn đỏ hoặc là dị ứng, còn đối với nữ thì tầm rộ hơn ấy, nếu chúng ta không điều trị thì rất là nguy hiểm. Rồi candida da, nãy giờ mình nói là candida miệng hầu, là candida thực quản, là candida qua ruột, là rồi candida, giờ đến candida da. Candida da là thường nó nằm ở những vùng da ẩm, dưới quần vú nè, da nách nè, bẹn nè, kẽ ngón tay, kẽ ngón chân nè, thường là ở những vùng da ẩm đó. Nếu mà chúng ta nhiễm candida da thì nó sẽ có những cái mụn đỏ, nó không rõ bờ, nó chảy nước, nó nung mủ và nó có thể nứt nẻ nè. Đây là candida da này, ở dưới quần vú nè, ở dưới bẹn nè, ở nách nè, ở kẽ ngón tay ngón chân nè. Rồi bệnh lý tiếp theo đó là candida ở móng. Cái này ở móng thì thường nó sẽ xuất hiện ở móng tay, nó xâm nhập từ chân móng gì, nó làm cho móng đục, sân sùi, đổi màu, chảy mủ và quanh cái móng nó sẽ bị viêm, và từ từ nó có thể mất luôn cả cái móng do những cái nhiễm trùng của cái candida này. Rồi đến kế tiếp là candida máu. Thì candida máu nó là một cái candida lan tỏa này, tức là vi nấm nó sẽ theo máu nó tấn công vào tim hoặc là những cơ quan khác, chẳng hạn như là thận nè, xương nè, khớp nè, mắt nè, não nè, và nó gây nguy cơ tử vong rất cao. Trong tất cả những candida thì candida máu là nguy hiểm nhất. Candida da nè, candida ở cơ quan sinh dục nè, candida ở thực quản ruột nè, candida ở người thảo mộc, thì các anh chị uống thuốc tích cực là nó sẽ hết. Còn đối với candida máu thì khó điều trị hơn rất nhiều, bởi vì khi nó đi được vào trong máu thì nó sẽ đi lang thang khắp cái cơ thể, đến khắp cơ quan, và nó sẽ gây bệnh rất là nhiều, chính vì nó tấn công những cơ quan khác, chẳng hạn những cơ quan quan trọng như tim nè, thận nè, xương khớp nè, mắt nè, và đặc biệt là não. Và như vậy nó sẽ dẫn đến chúng ta sẽ
cái người mà người ta bị nhiễm cái này nó có thể tử vong, đúng không? Tại vì khi nó vào máu được là nó đi đến tất cả các quan được, tại vì máu nó vận chuyển hết tất cả mọi nơi trong cơ thể mà. Và khi đến những cơ quan đó thì nó sẽ gây hại. Về chẩn đoán trên lâm sàng, chẩn đoán nếu như chúng ta dùng triệu chứng lâm sàng thì thường nó sẽ khó có thể thấy, nó cần phải có một cái xét nghiệm để xác định. Xét nghiệm chúng ta có thể lấy bệnh phẩm, có thể lấy là cái mảng trắng ở trong miệng nè, tức là nếu như người bị candida miệng hầu thì chúng ta có thể dùng cái mảng trắng ở trong miệng nè, rồi chúng ta có thể lấy huyết trắng, hoặc là chúng ta lấy bột máu, hoặc là hay lấy máu luôn, tức là bệnh phẩm mà để xét nghiệm candida này cũng rất đa dạng, giống như là cái bệnh mà nó gây. Khi chúng ta lấy bệnh phẩm xong rồi, chúng ta có thể rằng là quan sát trực tiếp ha, chúng ta thấy tế bào men hoặc là sợi đóng giả, hoặc là chúng ta có thể phong phú hóa cái truyền bệnh danh, tức là chúng ta có thể nuôi nó, tức là ít quá chúng ta có thể không thấy nhưng mà ta sẽ nuôi nó để cho nó mọc lên. Chúng ta nuôi nó được. Rồi thử nghiệm huyết thanh, tức là lấy máu của người bệnh để chúng ta xét nghiệm miễn dịch. Rồi đây là cái bảng nó cho các anh chị hướng dẫn những cái điều trị, những cái bệnh mà do candida nãy giờ mình nói. Ví dụ candida miệng hầu thì chúng ta có thể dùng intraconazole nè, fluconazole nè. Nếu kháng thuốc dùng amphotericin B. Rồi candida thực quản là chúng ta dùng fluconazole này, intraconazole này, đường uống. Sau 5 ngày nếu nội soi vẫn dương tính thì chúng ta dùng amphotericin B. Rồi candida ruột thì chúng ta dùng nystatin. Candida da thì chúng ta dùng những cái thuốc bôi ngoài. Chẳng hạn như là amphotericin B nè, nystatin và những cái dẫn chất imidazole. Nếu nặng hoặc là không suy giảm, miễn dịch thì chúng ta sử dụng imidazole hoặc là terbinafine ở đường uống ha. Candida móng thì chúng ta dùng intraconazole ha, terbinafine. Rồi candida âm đạo thì chúng ta dùng cái nystatin để đặt âm đạo hoặc là thêm cái imidazole ở đường uống ha. Candida mô sâu, thì những cái candida mô sâu ở phía trong á thì chúng ta dùng amphotericin B, đường tim hoặc là carbapenem, đó là những cái thuốc. Thì những cái kháng nấm này trừ những thuốc tiêm thì các anh chị sẽ không mua được thôi, chứ còn những cái kháng nấm này ra ngoài thị trường, cái chị ra nhà thuốc tây nó cũng có bán nhiều. Rồi cái con tiếp theo nó chính là Cryptococcus neophobalus. Cryptococcus neophobalus. Hình thể nó là một cái nấm men, nó có nang ấy. Cryptococcus nó cũng là nấm men nhưng mà nó có cái nang, cái nang nó chính là polysaccharide. Cái nang nó sẽ thay đổi kích thước tùy theo cái dinh dưỡng, điều kiện dinh dưỡng và cái điều kiện sống thôi, điều kiện sống. Sinh sản bằng cách là nảy chồi đa cực ha, hay là bằng đảm. Và các anh chị thấy rằng là cái con này nó có cái nang nó đặc biệt cái gì, tức là gì, khi các anh chị bỏ lên một cái giọt mực tàu á, cái nang của nó phát sáng cái gì, cho nên là cái xét nghiệm con này đơn giản lắm, tức là người ta dùng một cái giọt mực tàu người ta nhỏ lên trên bệnh phẩm. Nếu như bệnh phẩm đó mà có Cryptococcus neophobalus, chúng ta nhìn vào cái điển quy chúng ta thấy rằng là giữa một cái nền đen nó nổi lên một cái nền trắng này, nền trắng thì đó chính là tiếp tôi có push lâu một man này. Với độc lực của nó, độc lực của nó là khả năng tái tạo nang cái gì, để tránh thực bào này,
tác động kháng thể và bổ thể. Đấy. Khả năng thích nghi, nó sẽ thích nghi ở 37 độ C, 37 độ C. Nó sinh tổng hợp melanin, làm cái thành tế bào nấm nó cứng hơn, nó tích điện âm để nó tránh thực bào. Rồi cái đường lây truyền của nó, đường lây truyền, cái đường lây truyền của nó là nó không qua cái đường hô hấp, cái gì hô hấp nó đi vào máu và nó lên não, nếu đi vào máu lên não rất là nguy hiểm. Thì đầu tiên là gì các anh chị, những cái vi nấm này nè, nó thường nó có đâu, nó có ở trong phân chim bồ câu, hoặc là những cái đất hay là những cái cây mà nó nhiễm phân chim, có thể là phân khô luôn các chị, phân khô đất, trong đất, trong nước, mà được đặc biệt là ở trong phân của những con chim bồ câu, thì có thể là nó, người ta thống kê rằng là nó có thể có ở cái những cái chuồng bồ câu nè, chuồng dơi nè, chuồng gà nè, ở dơi và gà nó cũng có ha, nhưng mà ở cái chim bồ câu là nhiều nhất. Những cái tháp chuông của chùa nè, những cái tháp nhà cổ nè, rồi những cái tháp nhà thờ hay gì đó, những cái khu mà nó cao cao mà nó có tháp mà những con chim bồ câu nó thể lui tới, những loài chim nó tới mà nó đẻ trứng mà nó thải ra phân ở trong đó thì cũng có thể nhiễm. Cái nấm khi nó vào trong cái cơ thể chúng ta thì nó thành là nấm men, mất nang, nó có nang rồi sau đó nó mất nang, khi nó mất nang thì nó đi vào phổi chúng ta, đi vào phổi chúng ta và nó sẽ gây bệnh ở phổi. Vi nấm sẽ lắng động ở, nó tái tạo nang, và đầu tiên là khi nó vào cho cơ thể chúng ta nó mất nang, sau đó thì được ghi đến phổi nó sẽ tái tạo lại cái nang. Khi nó tái tạo lại cái nang như vậy thì nó lắng động ở trong phế nang của mình. Và nó sẽ gây bệnh, nó có thể hoặc là có thể nó đi vào máu. Nó đi vào máu hay gì? Đi vào máu. Và nó lên não hay gì? Lên não. Trong trường hợp này nó gây viêm não rất nguy hiểm hay gì? Nó gây viêm não rất là nguy hiểm mà. Đặc biệt ở nhà của các anh chị mà nhà nào chúng ta có cái chuồng chim bồ câu á, thì chúng ta không có nên, là cho những đứa trẻ nó ra ngoài nó chơi với ở gần cái chuồng chim bồ câu anh chị, tại vì nó có thể lây từ cái phân chim sang cái đứa trẻ, mà nó sẽ nguy hiểm là bởi vì nó lên não nên là các anh chị cũng lưu ý là chúng ta không cho trẻ mà nó chơi ở ngoài cái những cái gần những cái chuồng chim bồ câu ngoài ra các anh chị, một số loài cái Cryptococcus neophobman một số cái giống của nó, chẳng hạn như là Cryptococcus neophobman là Gati, cũng là một cái loại nấm Cryptococcus, nó cũng tìm thấy nhiều ở cái cây tràm, có nhiều ở Úc này, và nó cũng sẽ xâm nhập vào phổi và nó đến não cái Cryptococcus này người ta nguy hiểm nhất là nó đến não và nó gây ra viêm não, người bệnh có thể là hôn mê.
thậm chí là tử vong thôi, tử vong. Bệnh lý thì nó có thể khu trú hoặc là nó lan tỏa, nếu nó khu trú thì rất là nhẹ, hay nhẹ khu trú ở một khu vực nào đó thôi, còn nếu nó lan tỏa thì nó có thể lan tỏa khắp cơ thể, lúc này nó sẽ gây triệu chứng nặng hơn rất nhiều, có thể là bệnh cấp tính hoặc là mãn tính. Mãn tính thường chúng ta gặp ở người suy giảm miễn dịch nè, tại người suy giảm miễn dịch nó dễ bị nấm tấn công ấy. Chứ người thường chúng ta ít khi nào chúng ta bị nấm. Bắt đầu là nó bằng là bệnh phổi sơ nhiễm, sơ nhiễm tức là nó nhiễm ở phổi trước, rồi sau đó nó sẽ lan tỏa đến máu và đến các mô, tức là nó đi vào máu được thì nó có thể lên khắp mọi nơi trong cơ thể và nó có thể lên màng não, có thể gây tử vong, đặc biệt là ở trẻ em. Các anh chị lưu ý, ở Việt Nam mình thì cái tràm đó ít không thấy, nhưng mà ở nước Úc thì nó nhiều, nhưng mà ở Việt Nam mình nuôi chim bồ câu cũng khá nhiều. Các chị đi là một khúc là các chị thấy có nhà nó có những cái chuồng chim bồ câu hay là những con cu dơi hay gì thì nó cũng dễ nhiễm cái này. Về bệnh lý, nếu nó ở phổi nó gây thể phổi nguyên phát đầu tiên có thể là không triệu chứng gì, chứng là từ nhẹ đến nặng, nó ho đờm, có máu này, đau ngực này, sốt nhẹ này, sụt cân này, và nó có cái bú phổi, nhưng mà thường nó sẽ không phá vôi. Ở người suy giảm miễn dịch thì vi nấm thường nó sẽ lan tỏa đi khắp nơi, nó lan tỏa rất nhiều, nó sẽ lan tỏa đi khắp nơi ở trong cái cơ thể của người đó, tại vì người suy giảm miễn dịch là người ta cơ thể người ta đã không còn cái hàng rào bảo vệ để chống, cho nên là nó sẽ di chuyển khắp nơi trong người đó. Rồi nếu như nó không ở phổi mà nó ở da thì nó cũng thường là do vi nấm nó lan tỏa theo máu, tại vì đầu tiên cái đường ta đi vào là đường hô hấp, rồi sau đó nó sẽ lan tỏa theo máu, nó đi đến da nha, nó sẽ gây tổn thương đó chị, nó gây những vết nhú mềm nè, không đau, có thể dẫn đến bú, đến loét, đến xuất huyết, áp xe hoặc u hàn ở trên tay. Các chị thấy là người ta cho các chị thấy một cái hình, vài hai cái hình những người nhiễm nấm ở trên da, nhưng mà cái này là người ta điều trị lâu dài là không hết, nhưng mà người ta đi không đúng bệnh hoặc là ở cái vị nơi đó người ta không điều trị hoặc là không quan tâm sao, chứ nếu một giờ nếu như chúng ta đi vào bệnh viện ta điều trị một tuần nửa tháng mà cứ lại cái bác sĩ chẩn đoán các anh chị ngứa do một nguyên nhân nào khác chẳng hạn nhiễm vi khuẩn hay là gì đó, dị ứng hay gì đó, nhưng mà chúng ta uống thuốc một tuần hay nửa tháng mà không hết thì nào bác sĩ người ta cho xét nghiệm thêm, mà người ta sẽ tìm ra những con ký sinh trùng không. Và quan trọng là chúng ta tìm được đúng loại thôi. Đối với các ký sinh trùng thì đa số là chúng ta chỉ cần tìm ra đúng loại là chúng ta có thể điều trị được thôi, chúng ta không cần phải có gì nó ít lại mà nó gây cấp mà rất rầm rộ lắm, cho nên là chúng ta cần tìm được đúng loại nó thì chúng ta sẽ điều trị được thôi. Rồi đó là bệnh lý trên phổi trên da, bây giờ nó có thể đến trung ương thần kinh, nó cũng theo cái đường máu lan tỏa, nên cái này là chúng ta phải sợ nè, phải sợ, tức là nó lên vào hệ thần kinh trung ương, nó gây viêm màng não, viêm não, nhức đầu, sốt, rối loạn thần kinh và người bệnh có thể tử vong trong trường hợp này, hoặc là nó xâm nhiễm vào xương, thường hiếm gặp hơn, nhưng mà nó nhẹ gì, nó không có triệu chứng, nó gây viêm tủy xương nè, viêm khớp nè, xói mòn xương ha, mòn xương. Về chẩn đoán, chúng ta có thể lấy đờm, lấy dịch rửa phế quản, thì là xin lỗi, dịch rửa phế nang, dịch não tủy, nước tiểu, nhuộm một tàu và chúng ta quan sát trực tiếp, chúng ta cấy, chúng ta có thể lấy mẫu quan sát với kính hiển vi, chúng ta cấy lên cái nitric acid để chúng ta có sẽ có những cái cống đen và chẩn đoán huyết thanh ấy. Điều trị ở người bình thường thể phổi hay là thể não thì chúng ta sẽ có điều trị khác ha, kết hợp giữa amphotericin B và những cái thuốc khác. Còn người nhiễm HIV, thường những người nhiễm HIV và nhiễm nấm thì rất nhiều người nhiễm nấm lắm, cho nên là nó có phác đồ riêng cho những người nhiễm HIV, tại vì người ta suy giảm miễn dịch rồi, cho nên là cái liều của nó uống nó sẽ mạnh hơn của mình mới có thể tiêu diệt được cái con nấm này. Anh chị tham khảo cái này, nó sẽ có những cái
thuốc để sử dụng cho từng cái trường hợp, từng trường hợp. Thầy ơi, cho em hỏi là cái nấm mà do cái câu một câu nó có leo qua không khí không? Nó sẽ bay không khí, gì nó bay, nó leo đường hô hấp nếu chúng ta hít phải. Tại vì khu nhà em ở có một cái nhà đó họ nuôi bồ câu rất là nhiều á, mà em cũng có cái nhỏ em cũng sợ. Thì đúng rồi, người ta sợ cái này, nó lên não nó sợ. Nhưng mà ví dụ nó nằm, có thể nằm trong phân khô, nhưng mà nó có khi là cái gì, thấy là những cơn gió nó thổi bụi lên đó, bụi lên, trong cái bụi đó nó sẽ có những cái bào tử của cái Riptococcus này, thì nó có thể. Nên là tốt nhất là nếu chị đã ở nhà mình mà có đứa bé thì không nên cho nó lại gần cái khu vực cái chuồng bồ câu đó. Rồi một cái nấm men thứ ba mà giới thiệu các anh chị đó chính là Malassezia. Malassezia thì Malassezia nó cũng như là SPP, tức là nó cũng có nhiều loài, nhiều loài. Ví dụ nấm men mà Malassezia thì tế bào hạt men nó hình cầu này, hình bầu dục này, hình trụ ha, hình trụ, sinh sản bằng cách là nảy chồi một cực ha, một cực tức là nảy ở một đồng, tức là nó sinh sản vô tính, nó nảy một cái chồi lên, một cái nấm men nó sẽ nảy một cái chồi và phát triển thành, thì nó gần bằng nguồn nấm men mới, nó tách ra với đời sống, nó sẽ ưa chất béo ấy, chất béo, ưa chất béo, nó ưa chất béo, nó hoại sinh, nó có thể gây bệnh, nó có thể gây bệnh, có thể chuyển sang nấm sợi nha, chuyển sang nấm sợi, nấm sợi, tức là nó có thể thay đổi hình dạng đó, từ cái dạng mang sang dạng sợi ha, sợi. Bệnh lý Malaysia các anh chị gặp một bệnh lý rất là quen, đó chính là lang ben ấy, lang ben, lang ben, lang ben là nó hoạt động ở vùng có tuyến bã thì nó hoạt động rất là mạnh, tức là những cái ở trên da mình, đặc biệt là trên da lưng ấy, nó đổ mồ hôi rất nhiều, tuyến bã hoạt động nhiều thì cái lang ben là nó hoạt động mạnh, nó là mãn tính, tức là nó lâu dài thì nếu ta không điều trị thì nó sẽ lâu lắm. Nó khu trú ở lớp sừng ngoài cùng ha, ngoài cùng, nó làm cho cái da chúng ta đổi màu, nó nhạt hơn hoặc là đậm hơn, nhưng mà thường là các anh chị sẽ thấy nó nhạt hơn, ít khi nào chúng ta thấy nó đậm hơn ha, đậm hơn, tại dân Việt Nam mình là da vàng á, cho nên các anh chị nhìn nó sẽ thấy nhạt màu nhiều hơn, đậm. Vậy nó mịn ha, nó ngứa nhiều khi chúng ta để mồ hôi và nó dễ lan rộng. Cái này hiện nay thì nó ít các anh chị, tại vì hầu hết là những cái thuốc chúng ta dùng bôi hiện nay nó điều trị hết lang quen. Cái thứ hai nữa là trong những cái dầu gội chúng ta nó có những cái chất mà nó có thể là không có phải là gì hoàn toàn, nhưng mà nó ức chế những cái trường hợp này. Cái thứ hai là những cái dầu gội hiện nay trong đó nó có chất, những chất kháng khuẩn, kháng nấm cho nó có bổ sung nó trong đó, và chúng ta ai chúng ta giờ cũng gội thường xuyên, còn ngày xưa thì đôi khi mấy ngày mới gội một lần, đặc biệt là những trẻ nhỏ ngày xưa nó tắm không bao giờ nó gội đâu, nó tắm sông tắm suối rồi không bao giờ nó gội, cho nên là nó rất là dễ bị lăng ban. Và ngày xưa trong lớp mà có một đứa nào lăng ban là rất là nhiều đứa khác nó bị theo, tại vì nó chơi chung, nó nằm chung, ngày xưa là chiều về nó cứ cởi trần ở đá banh nó chơi chung với nhau không à, là nó rất là dễ lây, nó tiếp xúc với nhau nó dễ lây lắm, dễ lây. Ngày xưa là em nhớ là trong cái khu vực mình sống, trong xóm, trong cái làng là một đứa mà bị là nó lây cho nhiều đứa đó. Nó đi học về nó lây nhiễm xong lây cho những đứa trong xóm, rồi nó lên trường nó lại lây cho những đứa trong trường, hầu như hồi nhỏ đứa nào nó cũng có, 10 đứa thì hết ba bốn đứa là có lang ben. Còn sau này cái gì thấy là nó ít, ít, tại vì điều kiện sống của chúng ta tốt hơn nhiều, vệ sinh nó kỹ, không có cái điều kiện cho nó lây như ngày xưa trước đây. Nhưng mà lâu lâu các chị cũng sẽ gặp một vài ca. Cho em hỏi cái thầy. Hỏi đi anh. Ủa, hiện nay nó bị thì hiện trạng rất là vẫy nến á sừng nữa, cái đó là do cái loại nào vậy thầy? Vậy nến á sừng á nó là một cái trường hợp mà bệnh lý khác, không bệnh lý khác một số một số cái người người ta bị vẩy nến là một số vẩy, một số loại vẩy là do di truyền cũng có, một số cái di truyền có, còn vẩy nến nó là những cái thường
Nó là những cái bệnh về da ấy, bệnh về da, do da nó biến đổi chứ không phải là nó do những cái con ký sinh trùng mà nó gây ra nhưng mà vẩy nến thì nói chung là nó cũng khó điều trị, những cái vẩy nến là đôi khi nó là do cái bệnh tự cơ thể chúng ta, tức là những cái tế bào lympho, tức một số trường hợp người bệnh tự miễn, tế bào lympho chúng ta nó tấn công ngược vào tế bào da làm cho nó sưng, nó đỏ, nó nổi, nó mẩn lên, cái vẩy nến thì nó không phải là do ký sinh trùng. Rồi bệnh phẩm lang quang, nếu mà muốn chẩn đoán lang quang thì đơn giản anh chị, chúng ta sẽ lấy cái bệnh phẩm là chúng ta cạo một cái lớp da, xong rồi chúng ta để lên kính hiển vi chúng ta xem, nếu nó có những sợi nấm ngắn lẫn lẫn ở trong tế bào da thì nó chính là lang quang, nó là Malassezia. Ngoài cái việc mà nó gây lang quang thì một số người nó còn gây là hội chứng là viêm da tăng tiết bã, viêm da nó tăng tiết những cái chất bã này, nó mãn tính ha, thường ở nếp gấp cơ thể ha, mảng đỏ đóng vảy này, ngứa tróc vảy, nổi ban đỏ hay sần lên ha, sần lên. Rồi một bệnh lý khác nữa là viêm nang lông, viêm nang lông thì nó sẽ tạo ra những cái mụn mủ nè, những cái mụn nước ở nang lông, nó sẽ dẫn đến là nó ngứa khi chúng ta tắm hoặc là khi chúng ta đổ mồ hôi ha. Nói chung là cái Malassezia này thì nó gây bệnh là chủ yếu là ở ngoài da là nhiều, lang quang nè, viêm da tăng tiết bã này, viêm nang lông, nó gây bệnh ở da là nhiều. Và những người nào mà chúng ta trong trường hợp ta hay đổ mồ hôi nhiều á, thì những người đó này khi nó đổ mồ nó sẽ ngứa, nhưng mà khi đổ mồ hôi nó càng ngứa nhiều hơn, là nhiều trong trường hợp mà chúng ta nhiễm cái Malassezia này. Ngoài ra nó có thể gây ra một cái bệnh lý nữa là gầu, thì gầu là gì, gầu tức là gầu mà do Malassezia, tức là do nó làm cho nó bong tróc những cái tế bào da ở đầu, nó sẽ tạo thành những cái mảng bong tróc ra thì nó trắng trắng trắng, tính là những cái mảng da nó bong tróc ra thì nó gọi là gầu. Còn một số trường hợp là gầu mà do người ta tức là nhiều ngày người ta không gội đầu là gầu, thì nó gầu khác ha, cái đó là gầu do ông ta không không có được sạch sẽ thì nó có gầu là khác, hay là những cái gầu khác. Còn cái gầu mà do Malassezia này, tức là do nó tấn công vào cái tế bào da làm những cái da nó mình cái người đó tầng ngứa tầng gãi cái gì đó thì nó làm nó bong tróc lên, thì cái gầu đó là do Malassezia. Rồi hoặc có thể là nhiễm trùng máu, tức là nó có thể đi vào trong máu nhưng mà rất hiếm, chủ yếu là nó gây bệnh ở da là nhiều. Về chẩn đoán, chúng ta sẽ chiếu đèn Wood, đó lăng ben chúng ta sẽ chiếu đèn Wood. Đèn Wood này mấy anh thì ít gặp nhưng mà mấy chị gặp rất nhiều. Mấy chị gặp ở đâu biết không anh chị? Mình gặp cái đèn Wood này là mấy chị đi làm ở những cái spa để nó soi cái da của mình, soi cái da của mình để xem rằng là cái nó dùng cái đèn nó chiếu vào để xem là cái da của mình nó có khỏe hay không, nó khỏe hay không, xem nó khỏe hay không, tức là do cái nó phát ra cái bước sóng UV, nó phát sáng, sau đó là nó đi qua cái đầu lọc, thì nó khi mà cái da mình hấp thu cái bước sóng này thì nó sẽ phát ra những cái ánh sáng huỳnh quang, chủ yếu là thường nó sẽ là màu xanh da trời, tức có nghĩa là cái việc mà nó phát sáng, nó sáng bao nhiêu, nó càng sáng bao nhiêu, hay là nó ít sáng, hay là nó rõ bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái sự đàn hồi của da nè, cái độ dày của da nè, và những yếu tố khác, dựa vào những cái hình ảnh như vậy, những cái màu sắc như vậy, người ta có thể xác định là da của chúng ta khỏe hay không. Thì thường là trong trong những cái thẩm mỹ viện, những spa nó sẽ chiếu cái này cho mấy chị rồi nó tính tiền. Nhưng mà em nói các anh chị nghe nè, nếu mà mình đi soi da ở spa, những cái chỗ mà mình uy tín thì mình không biết sao, chứ còn
những cái chỗ mà nhỏ nhỏ cái chị soi da thế nào cũng có vấn đề. Nó nói rằng là da chị tốt nhưng mà nó thiếu nó chưa được tốt lắm, nó chưa được mịn lắm, nó chưa được gì lắm, chiếu đèn thấy nó chưa được sáng lắm, hay là nó thiếu nữa, tức là nó nói vòng vòng là chúng ta phải sử dụng cái mỹ phẩm mà nó, hoặc chúng ta làm một kỹ thuật nào đó ở đó. Cho nên rằng là mình nếu mà anh chị nào muốn soi da thì mình nên tìm hiểu kỹ này, đến những cơ sở uy tín hoặc là chúng ta hiểu kỹ soi như thế nào, da mình thế nào. Đôi khi da chúng ta bình thường chẳng có bệnh hoạn gì hết, nhưng mà nói vài câu cái là mình nghĩ rằng là da mình chắc không được khỏe lắm hay gì, thế nào mình cũng mất tiền là mình mua một cái mỹ phẩm nào đó, hay là mình làm một cái kỹ thuật nào đó chăm sóc da hay gì đó, cũng có dễ, dễ gặp lắm. Và nhiều khi chiếu đèn này có gì đâu, anh chị mua cái đèn xài bao nhiêu lần xài hoài, nhưng mà mỗi lần chiếu các anh chị là có thể nó tính tiền. Rồi đó là trong cái thẩm mỹ soi da, mấy chị phụ nữ cũng sẽ gặp hơn nhiều mấy anh. Nhưng mà trong cái chẩn đoán lăn ben thì nếu chúng ta chiếu đèn hút lên các anh chị, nếu nó có lăn ben thấy liền, anh chị thấy là một cái vùng da mà nó có lăn ben thì khi chúng ta chiếu vào chiếu đèn hút nó sẽ đốm đốm trắng trắng. Hoặc là chúng ta có thể ngoài việc chẩn đoán đèn hút thì chúng ta có thể là quan sát trực tiếp, tức là chúng ta lấy cạo một cái bệnh phẩm da, sau đó chúng ta để lên làm kính hiển vi cho xem. Hoặc là chúng ta cũng có thể cấy máu định danh thôi, nếu như nó vào trong máu ha. Điều trị thì nếu như lăn ben thì chúng ta sẽ có những cái thuốc điều trị, chẳng hạn là selenium sulfate nè, ketoconazole nè, miconazole nè. Các gì thấy ketoconazole nó rẻ lắm, nó bán đầy ngoài nhà thuốc các anh chị, ai mua cũng được. Cho nên nếu mình bị lăn ben mua ketoconazole thì bôi là hết theo hướng dẫn sử dụng của nó. Em không, mình không nhớ là bao nhiêu ngày, nhưng mà mỗi ketoconazole là sẽ hết đấy. Hoặc là miconazole, tức là những cái thuốc kháng nấm này nó bán nhiều ngoài thị trường lắm, mua rất dễ ha. Điều trị rất là tốt hết lăn ben. Cho nên cái gì là hiện nay lăn ben cũng ít, những đứa bé đi học nó cũng ít lành ha. Rồi hoặc là chúng ta uống thuốc imidazole nè, hay là truyền tĩnh mạch nếu như trường hợp mà nó đi vào máu, hay amphotericin B nè. Còn nếu mà thường là nếu mà lăn ben á, lăn ben trên da mà nó không có chịu gì, nó triệu chứng gì nặng, nó chỉ có ngứa thôi, có chịu chúng ta ngứa thôi, thì thường là chúng ta bôi thôi, không uống bôi. Bôi tác dụng trực tiếp, hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Thầy vậy vừa uống vừa bôi có được không thầy? Tùy theo trường hợp chị. Nếu mình nặng hay nhẹ đó, bác sĩ người ta chỉ định đó, uống hay bôi gì đó. Tại vì cái anh chị mà đưa thuốc vào đường uống imidazole này là nó hại gan, cho nên là mình nếu bất đắc dĩ, nếu mình không bôi được hay là phải có chỉ định của bác sĩ thì mình xài. Chứ còn nếu không thì tốt nhất là mình bôi trước đi, nếu như nó không hết thì mình uống. Dạ mà thầy, mấy cái chỗ mà bán thuốc lăn trị lăn ben nè, họ nói là lăn ben là do bị tổn thương gan, là do gan có bệnh nên mới bị lăn ben, có đúng không thầy? Những chỗ bán thuốc đó là nó bán thuốc tàu á, tàu đó là tàu lao á. Tại vì sao? Mình rõ ràng là mình học cái này nè, mình thấy là lăn ben là do cái cục cái căng nấm nó gây ra. Bây giờ mình chỉ cần mua một cái tiếp ketoconazole thì mình bôi vô là hết rồi, chứ chẳng có hại gan giết hết. Gan ở đây mình uống thuốc của mấy ông đó vô mình mới là bị bệnh gan á. Tại những cái thuốc đó đâu ai kiểm định đâu, nó tác động vào đâu mình đâu biết hết. Các anh chị nhớ nè, thuốc á lúc nào nó cũng cái gì nó cũng có hai mặt, có lợi và có hại. Thuốc người ta nói là gì? Thuốc nó cũng có 7 phần lợi nhưng mà nó có 3 phần hại. Tại vì thuốc khi vào trong cơ thể chúng ta nó phải chuyển hóa, không qua gan thì cũng qua thận. Không qua thận thì nó cũng đi một cái đường nào đó, và nó có thể, hoặc là có những thuốc thì nó không ảnh hưởng đến gan, không ảnh hưởng nhưng mà nó ảnh hưởng đến dạ dày, hoặc là nó làm rối loạn tập cũng ruột gì đó. Thì tức là thuốc nó sẽ có 7 phần lợi nhưng có 3 phần hại. Cho nên là nếu như chúng ta đã bôi được rồi thì uống làm gì, đúng không? Chừng nào mà chúng ta mà bôi không hết chúng ta mới uống, đúng không? Rồi những cái thuốc mà quảng cáo mà các anh chị thấy là rõ ràng mình học mình thấy là cái này nó là do nấm gây ra, lăn ben là nấm gây ra, thì mình bôi nó trị nấm hết thôi. Chứ còn những người đó nói gan là không phải. Cho nên là người ta quảng cáo đó là mình nói là tàu á, tàu lao á. Ở trên mạng hiện giờ nó quảng cáo là
nguyên hình vạn trạng. Nhà tôi là ba đời bán thuốc gia truyền, ai bị bệnh gì trừ ung thư là trị hết. Quảng cáo rất là ghê. Viêm khớp mà viêm dạng là những cái trường hợp mà viêm đau khớp gì, có những ông mà quảng cáo rằng là tôi trị hết trong vòng 10 năm không tái lại, trừ trường hợp ung thư chịu thua thôi, chứ còn tất cả những viêm khớp khác là trị hết 10 năm không tái lại. Cái người mà ta bị thoái hóa khớp á anh chị, thoái khớp á, uống cái thuốc nó vô rồi dễ chết. Tại vì thoái hóa khớp khớp là tức là cái chức năng của cái khớp đó nó bị không còn nguyên vẹn nữa, tức là có thể là do cái sụn khớp nó tổn thương, hoặc là do cái dịch nhờn của khớp nó tiết ra. Cái gì nhớ là cái khớp chúng ta là nó dạng như là nó co duỗi được, nó co tới co lui được, và nó giống như là hai cái bánh răng á. Thì trong cơ thể chúng ta nó tiết ra cái dịch khớp để nó làm bôi trơn cái đó, làm cho chúng ta co duỗi như vậy nó sẽ không đau. Những người mà ta bị thoái hóa khớp là có thể là dịch khớp người ta không còn. Thì dịch khớp không còn là chúng ta phải uống cái bổ sung cái dịch khớp thôi, để nó sẽ cải thiện cái trường hợp là bôi trơn, trường hợp đó thì nó sẽ đau. Nhưng mà những người đó người ta quảng cáo là 10 năm không hết, uống cái đó vô làm sao mà hết, nó có phải là dịch khớp đâu, uống vô là thế nào cũng có chuyện khác à. Cho nên là các anh chị cũng cẩn thận ha, quảng cáo thuốc nguy hiểm lắm. Mà em thấy là cũng rất hay, rất hay quảng cáo, rất hay các anh chị, nói sao rất hay lắm. Các anh chị thấy là mỗi lần nó quảng cáo trên mạng nó bảo rằng là nhà tôi ba đời gia truyền á, chứ cái ai mà chỉ cần gọi điện một lần thôi là nó đeo bám hoài luôn anh chị. Có nhiều người là đeo bám hoài luôn á, và nó quảng cáo rất là hay. Có nhiều người sẵn sàng móc 5 7 triệu 10 triệu ra mua thuốc, mặc dù là cái thuốc nó không biết hình dạng nó là gì, nó phát về nó bán về cho mấy cái gói gói mà không biết trong cái gói đó là cái gì luôn, uống không biết nó có bị gì không, mà vẫn bỏ tiền ra mua. Trong khi đó đi vô bệnh viện khám gặp bác sĩ đàng hoàng, bác sĩ tư vấn đàng hoàng cho to thuốc uống luôn, trả 2 3 triệu, chê mắc quá thì mắc chửi sùm hết, nhưng mà ở ngoài sẵn sàng bỏ 5 10 triệu để mua. Tư vấn rất hay, chỗ hay những người đó là nó tư vấn hay lắm. Nên là các anh chị cũng cẩn thận ha, cái đó nó nhiều lắm, nhiều. Rồi, nó là những cái nấm Malaysia, tức là những cái nấm men, tức là nấm men nó có 3 loại là Candida là một ha, thứ hai là Cryptococcus, thứ ba là Malaysia, đó là nấm men. Bây giờ mình sẽ nói đến những cái nấm khác. Đầu tiên là mình sẽ nói đến nấm nấm da. Nấm da nó cũng là một cái mảng rất là lớn ở trong cái nấm gây bệnh. Nấm gây bệnh, nấm da thì nó còn gọi là Dermatophytes hay Dermatophytes. Đặc điểm nấm da nó là nấm sợi mà nó ưa keratin. Keratin thì các anh chị biết rằng là mình nghe nó là nấm da, người ta gọi nó là nấm da, nhưng mà nó là nấm sợi mà ưa keratin là các anh chị biết nó ở đâu rồi. Thứ nhất là nó ở da nè, thứ hai là nó ở tóc nè, thứ ba là nó ở móng nè. Móng, mặc dù gọi nó là nấm da các chị, nhưng mà nó có thể gây bệnh trên tóc, gây bệnh trên móng, bởi vì cái tóc, móng và da chúng ta có nhiều cái keratin. Và nó là một cái dạng nấm sợi, nó ưa cái keratin, cho nên là nó sẽ gây bệnh ở trên tóc, ở trên da, ở trên nấm, mặc dù người ta gọi nó là nấm sợi ha. Keratin này mấy chị phụ nữ mình cũng hay hay được đi spa, hay là nghe quảng cáo là hay được quảng cáo để mua về sử dụng, tức là keratin, rồi keratin collagen thì nó kết hợp keratin collagen làm mịn da, rồi làm mượt tóc, rồi làm gì, rồi làm cho nó mịn màng cái móng, nó đẹp móng, móng không bị sơ, không bị gì đó. Tức là mấy chị hay được 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 bổ sung lắm, bổ sung cái đó, hay được quảng cáo này bổ sung cái đó. Mặc dù là đúng là cái gì, keratin nó sẽ có cái tác dụng là làm trơn này, làm mượt và thẳng tóc, thẳng tóc, làm cho tóc ít gãy rụng hơn. Nhưng mà mình mua cái hàng sản phẩm thì mình cũng phải mua cái hàng của cái hãng nào nó uy tín chút anh chị ha. Chứ mà các anh chị mua hàng trôi nổi ngoài, cứ bảo hàng sách tay mà nó để nó đóng gói, nhiều khi nó đóng gói bên bên hông chợ lớn, ở đóng gói ở kia Trung Biên, hay đóng gói ở bên Campuchia, bên Lào, vậy nó sách tay về cho các anh chị. Thấy nhiều, có nhiều người là đưa cái những sản phẩm keratin này ra là chữ tiếng Tàu tiếng gì đâu không à, mà cũng vẫn xài, không biết là nó có hiệu quả hay không.
Nhưng mà thường mấy chị mình thì nó có một cái quan niệm là tức là nếu mình đã xài một lần mà thấy nó có hiệu quả thì tin tin và sẽ xài nữa, và chỉ cần đẹp là được hay gì, đẹp là được, cho nên là cũng chịu chịu chi lắm ha, chịu chi. Bởi vì cái ngành thẩm mỹ anh chị thấy là hiện nay nó rất là hot đó. Tức là không phải là phẫu thuật thẩm mỹ đâu anh chị, phẫu thuật thẩm mỹ là nó đòi hỏi tay tay nghề là bác sĩ rồi, tức là động dao kéo mà cắt xẻ gì đó là nó phụ thuộc, nó phải là bác sĩ rồi. Còn hiện nay là những cái ngành mà thẩm mỹ chẳng hạn như là thẩm mỹ mà gọi như làm đẹp đơn đơn thuần thôi, chẳng hạn như là chăm sóc da nè, chăm sóc tóc nè, chăm sóc móng nè, hay là những cái nhỏ nhỏ, thủ thuật nhỏ nhỏ chẳng hạn là tiêm một số chất nhỏ 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 thì không cần mổ xẻ gì lớn đó, thì người ta rất là chuộng, rất là chuộng. Rồi thẩm gì gội đầu dưỡng sinh rồi má massage bẩm sinh dưỡng sinh hay gì đó, tức là những cái kiểu nó làm đẹp bây giờ nó rất là phổ biến cái chuyện mà ai người ta cũng làm được. Cái thứ hai nữa là do đời sống người ta phát triển đó, nên chú trọng rất là nhiều, nhiều người ta điều kiện, rất nhiều người ta có điều kiện nên chú trọng đến cái vẻ ngoài, hay là chú trọng đến cái sức khỏe, hoặc là chú trọng đến cái vẻ đẹp bên ngoài, cho nên là những cái spa các anh chị thấy là nó mọc lên rất nhiều, và nó cũng là một cái điều kiện cho các anh chị. Những anh chị nào mà chúng ta học phục hồi chức năng nè, chúng ta học y sĩ nè, chúng ta học y học cổ truyền nè, thì chúng ta sẽ có cái cơ hội, các anh chị sẽ làm trong những ngành đó. Mình biết là có rất nhiều anh chị học học cái y học cổ truyền hoặc là phục hồi chức năng, anh chị học y sĩ ra không làm ở bệnh viện hết, không làm ở phòng khám nào hết, mà chỉ làm mở spa làm thôi, tiền còn nhiều hơn là làm ở phòng mạch hay làm ở bệnh viện nhiều. Tự mở, tự làm chủ, tự làm, tức là chúng ta chỉ cần học một cái khóa thẩm mỹ nào đó, sau đó chúng ta về có thêm cái bằng y sĩ, bằng này kia, thì chúng ta sẽ được phép ghi hành nghề, tức là làm những cái thủ thuật nho nhỏ ở trên người bệnh nhân á, bệnh nhân thì người ta sẽ làm rất là tốt đó. Cho nên là rất là nhiều anh chị người ta thành công theo hướng đó. Và cái anh chị thấy là các anh chị đi bây giờ, các anh chị đi ở bất kỳ cái đường xóm ngõ hẻm nào, chúng ta cũng sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái spa, có những cái cơ sở chăm sóc làm đẹp. Nó cũng là một cái nhu cầu mà, nó là nhu cầu tất yếu. Rồi mình trở lại bài ha. Nấm sợi là nấm ưa keratin, cho nên nó sẽ gây ngoài nó gây bệnh da thì nó còn gây là móng ha, móng sinh sản, nó có thể sinh sản bằng vô tính, bằng bào tử đính lớn hoặc là bào tử đính nhỏ ha, hoặc là sinh sản vô tính ha. Tính thì khi các anh chị nuôi cấy lên thì tùy loại nấm nó sẽ có những cái màu, những cái hình dạng khác nhau ha. Sợi này, nấm da này nó cũng có thể là nấm có thể có vách ngăn, hoặc có thể là nó phân nhánh, hoặc là cũng có thể là nó có một số sợi nấm đặc biệt ha, đặc biệt rất bao nhiêu. Nấm da này nó cũng nhiều loại, nhiều loại. Phân loại theo nơi cư trú tự nhiên thì nó có những cái giống nấm da nó ưa đất, tức là nó có thể sống ở dưới đất. Có những nhóm mà nó ưa người và chuyên sống người, có những nhóm nó ưa thú ha. Nhưng mà nếu những cái nhóm mà ưa thú mà nó lây bệnh qua người anh chị, thì nó thường gây những phản ứng viêm rất là mạnh. Chúng ta thường nó sẽ có ba cái chi mà nó sẽ gây bệnh, đó chính là trichophyton, chi thứ hai là myoborum, chi thứ ba là obidermophyton. Thì người ta sẽ phân loại nó, những cái nấm nó vào ba cái chi này, tùy thuộc vào cái bào tử đính lớn hay là bào tử đính nhỏ, tức là người ta phân biệt nó dựa theo cái đặc điểm của bào tử. Thì đối với lại trichophyton thì bào tử đính lớn ít, mà vách nó mỏng, nó trơn, cái nhìn cái hình nó sẽ rất là lớn lớn. Còn bào tử đính nhỏ thì nó nhiều đính riêng rẽ hoặc thành chùm. Cái gì thấy là cái chữ tưởng tượng là nếu như bào tử đính lớn nó là giống như trái me rồi đó, trái me có những cái đốt đốt như trái me, hoặc là trái đậu que nó có những cái đốt đốt, hay là những trái điệp thì nó có những cái đốt đốt. Nhưng mà bào tử đính nhỏ thì nó chỉ như hạt lúa thôi, nó rất là nhiều và li ti như vậy, và nó dính có thể đính riêng rẽ hoặc là từng chùm giống như là bông lúa luôn. Còn bào tử đính lớn thì nó có thể là giống như trái đậu que hoặc là trái me, có những đốm đốt vậy. Rồi đối với lại myoborum ấy, thì bào tử đính lớn nó rất nhiều, hình thoi, nhưng mà bào tử đính nhỏ thì ít ha. Rồi obidermophyton thì
cái bào tử đến lớn thì cái vách thì là nó nhiều, cái vách nó trơn và nó hình chuỗi nha, hình chuỗi. Bào tử đến nhỏ thì không có, không có, không có bào tử đến lớn thôi. Đúng. Thì ba cái nhóm này là ba cái nhóm thường nó hay gặp ở nấm da, ở tóc, ở móng. Đúng. Với đặc điểm gây bệnh, nó có sự chuyên biệt về ký chủ và nơi ký sinh ha, ký sinh. À, nó gây bệnh ở da nè, ở tóc, ở móng. Những cái đặc điểm có thể giúp nó tăng cái sự tăng triệu chứng, chẳng hạn như là sự tiết mồ hôi nè, tổn thương nè, nhiễm bẩn biểu bì nè, suy giảm miễn dịch nè, nó sẽ làm gia tăng cái triệu chứng. Rồi nó sẽ gây bệnh ở da nhẵn nè, da nhẵn đầu tiên nó sẽ là thắt lào ấy. Cái này các anh chị mình hay nghe, mà trước giờ mình nghe có thể mình không biết nó là cái gì hay gì, cái gì thì thắt lào nó chính là do cái nấm da nó gây ra. Thì thường nó sẽ tạo ra cái tổn thương hình tròn, cái bờ nó gồ cao ấy, bờ nó gồ cao và nó có quẩy mà mụn rợp. Thì thắt lào này nó không phải do một cái con nấm riêng biệt nó gây ra các chị, mà cả ba những cái nhóm nấm nó đều có thể gây bệnh thắt lào, nhưng mà một cái nó thể khác cái xíu, nhưng mà hình dạng chung thì nó cũng giống như vậy, tức là trichophyton nó cũng gây ra, hay microborum cũng vậy, hay là erbidopophyton thì nó cũng có thể gây ra. Tức là người bị thắt lào có thể lây từ người khác sang mình, hoặc là do chính người đó bị nhiễm trong quá trình sinh sống, là bởi vì chúng ta có thể là không giữ vệ sinh, là chẳng hạn như là khăn nó không sạch hay nguồn nước bị nhiễm bẩn hay là gì, nó tạo điều kiện cho vi nấm nó phát triển ha, hay là cái môi trường của chúng ta sống nó ẩm ướt hay là nó không có sạch, thì nó nơi ẩm thấp mà vi nấm nó phát triển thì nó có thể gây cái này. Anh chị thấy nó giống như cái đồng tiền mà chúng ta đóng đóng dấu, đóng dấu giống như cái anh chị hay thấy mà cái giờ mà đứa nít nó hay chơi, nó có mọc đóng dấu nhỏ nhỏ hình tròn, nó giống như cái đóng này. Rồi một cái bệnh khác nữa do cái nhóm những cái này con này gây ra thì nó chính là cái bệnh khác, nó cũng giống giống như thắt lào, nó gọi là vảy rồng thì nó do là trichophyton concentricum nó gây ra. Vảy rồng thì nó không viêm nhưng nó tróc vảy thành những cái vòng tròn đồng tâm và nó tạo ra cái vảy, người ta gọi nó là vảy rồng, nhìn nó vẻ bùa vẻ rắn gì trong đó, giống như vảy rồng đó, vảy rồng. Cái này thì anh chị thấy nó khác cái hình dạng thắt lào ha. Thắt lào thì cái bờ nó tròn, bờ nó gồ cao hơn, nó có quẩy, nó có mụn rợp, nhưng mà đối với lại vảy rồng thì không ha, nó thành những cái vòng tròn đồng tâm. Rồi nó có thể gây nấm bẹn ấy, nấm bẹn nấm da mà ở bẹn thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới, nổi mụn nè, ban đỏ nè, có bờ nó bong cái vảy, bong vảy nó do là cái erbidopophyton focosum nó gây ra, thì nó sẽ dẫn đến là nó đối xứng và nó lan tỏa xuống đùi. Còn nếu nó do trichophyton rubrum hoặc là trichophyton mentagophytes nó gây ra thì nó không đối xứng và nó lan ra mông và nó lên thân ha. Người ta có thể nhìn cái đặc điểm mà lây lan của nó, người ta có biết rằng là nó sẽ ở cái vị trí nào, thì các anh chị nhìn kỹ, nếu mà viên rẻ nó cũng sẽ là những cái vòng tròn, nhưng mà này nó thành từng đám lên nên là chúng ta không thấy rõ vòng tròn giống như là cái hắc lào hay là vảy rồng. Rồi nấm ở chân, nấm ở chân là do trichophyton rubrum rồi trichophyton mentagophytes nó gây ra, hoặc là erbidopophyton focosum nó gây ra. Nó sẽ gây tróc vảy chảy nước, ngứa kẽ chân, hoặc là nấm chân dạng khảm khô nó bong vảy. Cái này thì có thể nó sẽ thường là chúng ta thấy rằng là nó sẽ ngứa nhiều. Rồi nấm móng, nấm móng nếu như nấm ở dưới móng thì nó do trichophyton rubrum nó gây ra, còn nếu như mà nấm ở trên móng
thì nó do trichobitong mentangofetes nè, em chỉ thấy nó có hai hình, cái dưới nấm một cái trên móng. Thì cái này nếu mà móng mà bị nấm cũng dễ thấy, cái gì thường nó sẽ, cái nấm cái móng của ta nó đổi nó hình dạng rất lạ. Rồi ngoài cái việc nó gây trên da à, thì nó cũng gây trên nấm như mình đã nói rồi, ở trên móng mà gây rồi, tức là những nơi có nhiều keratin ở trong cơ thể chúng ta, còn một nơi nữa có nhiều keratin tức là tóc, thì nó sẽ gây bệnh nấm tóc. À, nấm tóc thì bào tử nấm ở trong thân tóc hay gì tóc. À, tóc nó rụng nó gãy, nổi ban đỏ nè, bong vảy nè, viêm giới hạn hoặc là tạo cái bồ cao dạng chốc đầu chấm đen, chấm đen. À, bào tử nấm nó quanh sợi tóc ha. À, tóc nó gãy, da đầu nó viêm. Và nếu là dạng lao vút do cái soalini nó gây ra thì cái mùi hôi chuột ha. Tóc nó rụng vảy đóng quanh sợi tóc nó bết lại, cái mùi hôi chuột cũng là do nó tổn thương cái da chúng ta mà gây ra. Đây là nấm tóc này, nấm tóc thì nấm tóc nó cũng có hai loại, là một loại là nấm phát nội, một loại là nấm phát ngoại. Nấm phát nội tức là nấm nó nằm ở phía bên trong cái sợi tóc, còn nấm mà phát ngoại là nấm nó nằm ở bên ngoài cái sợi tóc. Thì tùy trường hợp, nếu như bào tử nấm mà nó nằm ở trong sợi tóc thì ta gọi nó là nấm phát nội, còn bào tử nấm mà nó nằm quanh sợi tóc thì nó là nấm phát ngoại. Thì các anh chị nhìn trên hình, các anh chị thấy rằng là cái hình bên trái các anh chị là bào tử nấm nó nằm trong sợi tóc. Sợi tóc chúng ta nhìn cái liên quy, có thể ở đây các anh chị nhìn cũng quen, mình chưa có nhìn bao giờ cũng quen, nhưng mà ai nhìn quen người ta sẽ nhìn cái liên quy, người ta thấy được là trong sợi tóc nó sẽ có nấm đó. À, có nhìn cái nhìn nhẹ xíu rồi. Ở cái bào tử nấm quanh tóc tức là nấm phát ngoại, là cái bào tử nấm nó sẽ nằm ở phía bên ngoài sợi tóc. Các anh chị nhìn mình sẽ thấy những cái chấm nhỏ li ti màu xanh rất là nhiều, đó chính là nấm ở bên ngoài sợi tóc. Bào tử nấm nằm ở ngoài sợi tóc người ta gọi đây là nấm phát ngoại, còn nấm mà trong sợi tóc thì nó gọi là nấm phát nội. Thì sau này các anh chị nghe nấm phát nội hay nấm phát ngoại thì mình biết nha, nấm phát nội là bên trong sợi tóc, còn nấm phát ngoại là bên ngoài sợi tóc. Về chẩn đoán chúng ta có thể chẩn đoán trực tiếp ha. Thì cái nấm da này chúng ta có thể chẩn đoán trực tiếp là chúng ta cạo một cái mảng da, à, mảng da ở cái vị trí đó chúng ta đem đi ta xem, chúng ta sẽ thấy nó có thể là những cái nấm sợi ha. Nấm sợi nấm da này thì nấm sợi chúng ta sẽ cạo nữa, cạo những cái vảy ở chỗ hắc lào, vảy ở chỗ vảy rồng, hoặc là nấm ở bạn hay là ở tóc, ở móng gì đó, chúng ta đem cạo một miếng vảy chúng ta để lên kính viên chúng ta xem, thì chúng ta có thể thấy được hình dạng của những cái sợi nấm sợi này. Hoặc là chúng ta cũng có thể chiếu đèn guốc nếu như mà nó ở trên trên tóc, trên da đầu luôn. À, hoặc là chúng ta có thể nuôi cấy định nhanh ha. Xét nghiệm luôn sẽ có nhiều. Về điều trị, à, điều trị điều trị thì chúng ta có thể là có thuốc bôi, hoặc là thuốc uống. Thì bôi chúng ta có thể là bôi BSI, BSI nó chính là một cái loại là cồn, cồn nó có cái salicylic acid trong đó, bôi trên da. Cái này nó rẻ tiền, anh chị ra ngoài mua chai nó rẻ, nhỏ nhỏ, chai nhỏ nhỏ giống như chai nước muối sinh lý nhỏ, nhỏ nhỏ nó cũng mắc. Rồi bôi imidazole ha, bôi BSI hoặc là bôi imidazole. Đường uống chúng ta có thể dùng là rizolivin nè, terbinafine nè, intraconazole nè, hay là fluconazole. Đó là những cái thuốc mà chúng ta có thể dùng để trị nấm da. Rồi bây giờ mình nghỉ với lao một chút nha các anh chị, chúng ta quay lại, mời các anh chị nghỉ với lao thôi. Các anh chị về lớp mà các anh chị, rồi mời các anh chị quay lớp mình bắt đầu. Rồi tiếp theo là mình sẽ nói đến những cái nấm lưỡng hình.
Nấm lưỡng hình hay còn gọi là nấm nhị độ ha, nhị độ. Nếu như chúng ta nuôi có ở hai cái nhiệt độ khác nhau thì nó sẽ cho ra hai cái hình dạng khác nhau. Chẳng hạn như từ 20 đến 30 độ C thì nó sẽ là nấm sợi ha, còn từ 35 đến 37 độ C thì nó sẽ là nấm men. Cái nấm đầu tiên mà giới thiệu các anh chị nó chính là nấm Borojit Chengki ha, Borojit Chengki. Borojit Chengki nó là nấm hoại sinh ở trong đất ha. Nó là nấm sợi mang cái bào tử đứng nhỏ hình giọt nước. Dạng nấm men nó có ở mô bệnh sinh sản và nảy chồi, phát triển tốt ở 26 27 độ C ở cái vùng thường người ta hay gặp ở vùng cao nguyên anh, cao nguyên. Những người có nguy cơ bệnh là người ta, những người mà tiếp xúc với đất đây, đất nhiều, và tại vì nó hay hại sinh ở đất nhiều, cho nên là khi ở những nước trong châu Âu á, người ta thấy rằng là ta ghi nhận những cái bệnh này nó xuất hiện rất nhiều ở trên những cái người làm vườn đó, làm vườn. Cái gì thấy là ở bên nước ngoài nó có những dịch vụ mà làm vườn thuê đó, những người làm vườn thì nó gặp rất nhiều ở người làm vườn, tại những người nó tiếp xúc với đất cát nhiều à. Và người ta cũng gọi ra cái bệnh này, bệnh nấm này là nấm của người làm vườn đó, gì nấm người làm vườn à, bệnh nấm của người làm vườn. Thì Borojit Chengki nó có thể gây tổn thương rất là nhiều nhiều, thì nó có thể là thể ở da nè, ở mạch bạch huyết nè, mạch bạch huyết thường là nó sẽ mạn tính, một tính nốt ở da nó sẽ hoại tử nè, nó loét, nó tạo cái mủ vàng sệt ha, nó tiến triển theo mạch huyết từ dưới lên trên làm cho mạch bạch huyết bị sưng nè. Rồi thể Borojit Chengki thể da cố định, nó có một vết loét cố định anh chị, thường nó ở mặt hoặc là ở trẻ em. Rồi thể lan tỏa nó gặp ở bệnh nhân HIV ha, vi nấm nó vào máu và nó lan tỏa đi khắp cơ thể. Rồi thể phổi nguyên phát do chúng ta hít phải bào tử ha, nó biểu hiện giống như lao, là tức là nấm này nó có thể gây rất là nhiều thể ha. Đấy. Những cái nấm mà như thể lan tỏa là gì, nó gặp ở bệnh nhân HIV thì thường là ở thể thì nó di chuyển đến rất nhiều những cơ quan khác nhau, chẳng hạn như nó đến là xương, đến thận, đến phổi, đến gan, rồi có thể lên trung ương thần kinh nữa, và nó có thể là gây chết người ở những người, đặc biệt là những người nhiễm HIV. Người thường chúng ta ít khi gặp thể lan tỏa, nhưng mà người nhiễm HIV chúng ta gặp rất nhiều, và bệnh nó sẽ nặng rất là nhiều, nặng ở những người bị bệnh bệnh nhân bị HIV. Do đó cái bệnh này thì ở người ta gọi là bệnh của người làm vườn hay một cái, do một cái nấm lưỡng hình là Borojit Chengki nó gây ra à. Đôi khi các anh chị thấy nó gọi là bệnh là Borojit Sisit, gây ra chứng bệnh đó. Cái nấm thứ hai mà trong cái nấm lưỡng hình mà chúng ta hay gặp đó là chiếc nấm Penicillium Magnifer. Penicillium Magnifer thì nếu như nó ở dạng hạt men thì nó sinh sản bằng cách cắt đôi, còn nếu như mà nó dạng sợi á thì cái cấu trúc mang bào tử nó là bao gồm, nó là cái cuống mà đính bào đài nè, thể bình và chủ bào tử ha, chủ bào tử. Thì hiện nay á, đối với lại Penicillium Magnifer, một số tài liệu người ta đổi tên nó, rồi ta gọi nó là nấm Talaromyces Magnifer. Đôi khi các anh chị đọc tài liệu các anh chị thấy là nếu cái nấm là nó gọi là nấm Talaromyces Magnifer thì nó chính là nấm Penicillium Magnifer. Thì
Basidium này nó gây tổn thương ở da này, nó gây là mụn nước, nó có rốm ở trung tâm, thường ở mặt, ở đầu, đầu chi á, đầu chi, ở thân. Người bệnh khi mà nhiễm cái nấm này, người ta sẽ sốt nè, chán ăn nè, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, sụt cân, gan rất to, viêm mạch bạch huyết ha, bạch huyết. Và nếu như không điều trị, bệnh nhân người ta cũng có thể là tử vong hay tử vong, tử vong. Và hiện nay Bainisium mạch Mifê là một trong những cái tác nhân gây nhiễm trùng cơ hội thường gặp nhất ở trên bệnh nhân HIV/AIDS còn sống hoặc là những người bị suy giảm miễn dịch khác khác. Tuy rằng là bệnh nó vẫn có thể xảy ra ở người trưởng thành nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn những người bị HIV rất nhiều. Benicidin mạch HIV là một trong những cái nấm mà người ta thấy rằng là nó gặp ở nhiều người HIV rất nhiều và người ta nghiên cứu rất nhiều trên người HIV để làm sao để phòng chống cái nấm này ở người HIV. Tại vì khi ở người HIV thì nó lan tỏa rất nhanh, nó lan tỏa đến rất nhiều các cơ quan khác, thận, phổi, gan, lách, não, và bệnh nhân người ta sẽ tử vong do nhiễm cái nấm này. Ở người thường chúng ta thì ít khi nào mà nó nặng đến mức độ như vậy, nhưng mà người nhiễm HIV thì rất nhiều và người ta cũng chú trọng cái nấm này trong việc điều trị nấm ở người HIV. Thì nó có hai cái nấm mà chúng ta thường hay gặp là nấm lửa hình, đó chính là cái Boletsenki và Penicillium mạnh phê. Thì Penicillium này nó cũng là cùng họ với những cái nấm Penicillium á. Các anh chị nghe cái kháng sinh Penicillin không? Kháng sinh Penicillin là nó được tiết ra từ những cái nấm, nấm Penicillium, nhiều loại Penicillin nó được sản xuất từ nấm, từ nấm. Này cho em hỏi cái kháng sinh này nó trị nấm hiệu quả lắm không thầy? Cái kháng sinh penicillin này. Kháng sinh này thì nó không chỉ nấm anh, kháng sinh là nó trị vi khuẩn. Mình học bài vi khuẩn rồi đó, kháng sinh là nó dùng để trị vi khuẩn chứ nó không dùng trị nấm, chỉ có kháng nấm thì nó mới trị nấm. Chẳng hạn như nấm thì nó là nó metronidazole nè, ketoconazole nè, imidazole nè, risolivin nè, nistatin nè, đó những cái thuốc đó là những trị nấm. Còn kháng sinh là dùng Chắc đấy à. để trị vi khuẩn. Thì penicillium á nó là một cái loại nấm, nhưng mà nấm này nó tiết ra những cái chất nó gọi là kháng sinh, penicillin. Thì kháng sinh này nó để dùng điều trị cái con vi khuẩn chứ không phải là trị virus. Nhưng mà hiện nay ở Việt Nam mình thì penicillin này nó kháng rất là nhiều rồi. Nó kháng rất là nhiều những cái những vi khuẩn, nó kháng cái penicillin rất nhiều, cho nên là chúng ta cũng ít xài. Nhưng mà trước đây anh chị, trước đây khi thế giới mà người ta phát sinh ra penicillin đó, là người ta nghĩ rằng là người ta đã tìm ra được một cái chìa khóa để có thể rằng là điều trị những cái bệnh nhiễm khuẩn. Người ta tìm ra cái penicillin đó, chìa khóa để trị nhiễm khuẩn. Tuy nhiên Dạ, mình không nhớ nhầm là lúc trước điều trị lao là xài penicillin không thầy? lao là trước đây người ta có xài nhưng mà sau này không xài đó. Sau bây giờ này dùng rifamycin rồi hết rồi. Tại vì bản chất của lao nó cũng là vi khuẩn, cho nên là vẫn có thể, trên lý thuyết chúng ta vẫn có thể xài kháng sinh được. Nhưng mà quan trọng là bây giờ kháng sinh nào cũng gì được nó thôi. Và hiện nay nó kháng nhiều lắm, cho nên là không, penicillin không xài nữa, Và chúng ta hiện nay dùng những cái nhóm nhóm khác. Lâu lắm rồi, lâu lắm. Rồi tiếp theo là nhóm nấm mốc ấy, nấm mốc, nấm mốc, nấm mốc này thì các anh chị sẽ thấy là gì? Khi các anh chị thấy là chúng ta để những cái bánh mì nè, hay là những cái bánh hủ tiếu, ví dụ bánh hủ tiếu mà bánh hủ tiếu mình ăn á, mình nấu hủ tiếu rồi nè, cái hủ tiếu đó mà các anh chị mua về, các anh chị không đem phơi nắng, các anh chị để trong nhà chúng ta, tại thường bánh hủ tiếu người ta phơi nó không phải là khô hết, khô hoàn toàn, người ta đã bán cho các anh chị rồi. Cái bánh hủ tiếu đó các anh chị đem về để các anh chị để trong nhà mình khoảng vài ngày thôi, thì các anh chị thấy sẽ có nấm nó mọc lên.
thì đó là nó mốc. Hoặc là những cái mình mua những cái thực phẩm mà nó phơi mà chưa khô lắm á, chẳng hạn như là nấm, chẳng hạn như chị mua nấm đông cô mà nó phơi chưa khô nè, nấm mèo nơi phơi chưa khô nè, thì nó có thể có những cái nấm nó mốc, nó có thể mọc lên trên đó. Rồi nấm mốc cái đầu tiên nó chính là giới thiệu cái gì đó, Aspergillus SBB. Tức là Aspergillus này nó cũng có nhiều loại nấm ấy. Thì sợi nấm nó sẽ không màu ha, nó có vắt ngăn và nó phân nhánh ha, phân nhánh. Thì Aspergillus nó có nhiều loại lắm. Và trên hình của các anh chị người ta nuôi cái hai con đó là Aspergillus Niger và Aspergillus Lavus ha, Lavus. Rồi ở cái nấm Aspergillus này thì chính đầu nó mang cái bào tử, nó gồm có cái cuống nè. Nó có một cái cuốn, nó có một cái bọng và nó có cái bình, nó là một vòng chuỗi bào tử ha, bào tử. Các anh chị thấy là nó sẽ có cái gì nhìn chiếu lên thì chúng ta cứ cảm giác là chúng ta xếp những cái nải chuối theo một đường vòng cung, nhưng mà từ dưới lên trên nó là cuốn nè, rồi đến một cái bọng nó phình ra, rồi nó có một cái bình, và bình là cái lớp phía dưới của cái những trái chuối đó. Rồi sau đó là chuỗi bào tử nằm ở trên cùng ha. Về tác hại thì Aspergillus đối với người bình thường nó sẽ gây dị ứng nè, viêm xoang nè, nó làm có cuộn nấm ở phổi nè, gây viêm phế nang nè, viêm giác mạc nè, nhiễm nấm từ những bộ phận dạ. Nó có thể mà chúng ta nó có thể gây những triệu chứng rất nhẹ chẳng hạn như dị ứng thôi, có người thì dị ứng với nấm nhưng mà có thể là nó gây viêm xoang, hoặc là khi nó vào phổi thì nó hình thành những cái cuộn nấm ở trong phổi ha, phổi nó mọc ở trong đó hay gì, tức là nó mọc ở trong đó, nó mọc ở trong phổi chúng ta đó. Rồi viêm phế nang, viêm giác mạc, nhiễm nấm từ những bộ phận giả chẳng hạn như là răng giả nè, hay là chúng ta những bạn mà niềng răng mà cái niềng đó nó không sạch á, thì nó có thể có nhiễm nấm trong đó này, hoặc là những cái cấy những cái bệnh khác. Rồi người suy giảm miễn dịch ha, viêm nội nhãn nè, nhiễm nấm trung ương thần kinh hay là nhiễm nấm lan tỏa. Tức là những người mà suy giảm miễn dịch đó, thì khi nhiễm nấm nó dễ lan tỏa, tức là nó đi vào máu và nó lan tỏa khắp cơ quan và nó sẽ gây ra những cái triệu chứng rất nặng nề, đặc biệt khi nó lên trung ương thần kinh ấy, có thể gây cái việc tử vong. Đây là nhiễm Aspergillus các anh chị, các anh chị có thể thấy là nó nhiễm nấm nội nhãn, tức là nội nó nấm trên mắt, nấm da nè, rồi nấm ở phổi, cũng nấm ở phổi. Thường ta dùng ta thấy nó xịn cái sợi nấm sợi. Rồi một cái dạng nấm mốc thứ hai đó chính là Fusarium. Fusarium nó là một sợi mắm không màu, nó có bắt ngăn. Đối với Fusarium thì nó có bào tử đính lớn hình lưỡi liềm, bào tử đính nhỏ thì hình bầu dục, và bào tử vách dày thì ít gặp. Về tác hại thì đối với người bình thường thì Fusarium nó sẽ gây viêm giác mạc nè, viêm da do phẫu thuật ha, có thể là do lét, rồi viêm móng, viêm tai, bốn nấm dưới da. Đôi khi các anh chị chúng ta thấy có những người người ta bị vết thương nấm nó đi nó bám vào trong đó, và sau một thời gian cái gì nấm nó mọc ra từ vết thương đó luôn. Nếu những người nào mà ta giữ được vệ sinh kém thì nó có thể mọc ra từ vết thương luôn. Và các anh chị đâu có nhiều người ở trên lưng người ta mọc ra những cái sợi nấm rồi. Nhưng mà thường thì đối với Fusarium này với lại thì nó là ít có xâm nhập mô sâu ha, tức là nó chỉ ở bên ngoài thôi, da là sâu lắm thì ở giác mạc ha, máu viêm tai nè, ở da là do thể phẫu thuật, tức là những cái vết thương hoặc là do dụng cụ phẫu thuật nó không sạch có thể gây nhiễm nấm, hoặc là những cái nó tạo những vết thương làm cho bào tử nấm nó phát triển nữa. Người suy giảm miễn dịch thì nấm nó cũng lên dễ lên trung ương thần kinh, dễ lan tỏa lên trung ương thần kinh ha, viêm phổi, viêm cơ, nấm lan tỏa tức là nó chạy hết khắp, nó theo đường tuần hoàn nó lên tất cả cơ quan, lên tim, lên phổi, lên thận, lên gan, lên lách, nó gây ra rất là nhiều những cái triệu chứng và cái bệnh nó sẽ trầm trọng hơn. Cái dạng nấm mốc thứ ba đó chính là Zygomycetes. Zygomycetes nó là sợi nấm nó rộng, nó không có vách ngăn,
nó phân nhánh 90 độ, tức là một cái sợi nấm mà nó mọc lên là cái chiều cái nó mọc lên một cái nhánh, là cái nhánh đó nó sẽ thẳng 90 độ, khoảng độ so với cái sợi nấm ở dưới mọc lên 90 độ. Về tác hại thì Zygomycetes thì nó ít khi nào gặp ở người khỏe mạnh lắm, khỏe mạnh. Độc lực nó sẽ biểu hiện ở người suy giảm miễn dịch nè, ở những người có vết thương tạo đường cho cái nấm nó xâm nhập này. Tức là những người mà chúng ta có vết thương nó bộc lộ ra thì có thể là bào tử nấm hay là nấm nó sẽ xâm nhập và nó dễ gây bệnh. Và ở người suy giảm miễn dịch thì thường nó nhiễm nấm này thì nó lại gây tử vong chị, tại vì nó lan tỏa khắp các cơ quan, lên não, lên trung ương thần kinh, lên tim, mà nó sẽ dễ gây tử vong ở người suy giảm miễn dịch nếu như chúng ta không điều trị tích cực. Rồi, nếu như mình đã nói đến nấm thì mình không thể không nói về độc tố của nấm ấy. Độc tố của nấm, độc tố của nấm nó chính là những cái chất biến dưỡng của nấm những chất biến dưỡng của nấm tức là những chất mà nó sinh ra trong cái quá trình mà sinh trưởng của nấm. Rồi độc tố nấm nó có thể gây chết người, nó gây ung thư, nó gây suy giảm miễn dịch, nó gây chết người, tức là có những cái nấm nó sẽ tác động thẳng vào trung ương thần kinh, nó gây chết. Hoặc là những nấm nó sẽ gây ra ung thư, đặc biệt là những cái độc tố của nấm mốc, nó có cái khả năng gây ung thư rất nhiều. Và đường lây nhiễm của nấm, nó cái độc tố của nấm là chủ yếu là nó sẽ qua cái đường tiêu hóa là chủ yếu ha. Ít qua da, ít qua hô hấp ha. Tức là chủ yếu là do đường mà chúng ta tiêu hóa và ăn vào ha. Do đó các anh chị thấy rằng là nếu như chúng ta thấy mà một cái thực phẩm là nó có nấm thì chúng ta không nên ăn nó, không nên ăn, cho dù rằng là chúng ta có mua cái sản phẩm đó nó mắc bao nhiêu thì chúng ta cũng không nên ăn nha. Thầy cho em hỏi. Hỏi đi chị. Dạ, có nghĩa là khi mình thấy thực phẩm mà nó nổi bông lên, nó nổi mốc lên, nó có màu sắc là mình sẽ bỏ, mình không ăn cái đó, đúng không? Với lại cái nữa là em chưa có hiểu rõ cái đoạn mà gây ung thư của vi nấm, thầy có thể phân tích kỹ giúp em cái chỗ này. Rồi, nó gây ung thư là gì? Một số nấm khi nó tiết ra những cái chất độc đó, những cái chất đó nó có thể không gây chết người nhưng mà nó gây là biến đổi tế bào. Đúng rồi, nó dẫn đến rằng là nó làm thay đổi một số quá trình sinh lý của tế bào, hoặc là thậm chí nó có thể dẫn đến là đột biến ở trên tế bào. Đột biến thì dẫn đến là tế bào bình thường là chúng ta nó có một cái cơ chế kiểm soát là chết thì nó có thể dẫn đến là tế bào nó sẽ không có cảm biến với những cái tín hiệu sinh lý mà nó cứ tồn tại ngoài và nó phát triển thì nó sinh ung thư. Và như vậy á, thì nó làm cho từ một cái tế bào lành nó trở thành tế bào ác tính, và tế bào ác tính đó nó sẽ gây nên cái ung thư, tức là nó biến đổi những cái hoạt động của tế bào của chúng ta. Thì có nghĩa là mình phải sự ăn nhiều nhiều lần cái loại thực phẩm mà bị nấm thì mình mới có khả năng gây ung thư, đúng
cái là mình chứ không phải là mình ăn một hai lần thì không được, mà nếu mình ăn nhiều lần thì khả năng bị. Với lại những người thì đang đang u lành đi đi có một khối u mà bác sĩ nói là sinh thiết là u lành, nhưng qua một thời gian mà mình tiếp xúc với những thực phẩm mà bị viêm nóng như vậy thì có thể u lành nó cũng sẽ chuyển thành u ác, đúng không ạ? Không, tức là nếu như mình tiếp xúc với cái độc tố vi nấm này nè, có thể là chúng ta ship một lần hai lần thì nó không quan trọng là chúng ta tiếp xúc một lần hai lần, mà là quan trọng rằng là cái độc tố đó nếu như nó biến đổi tế bào và những hoạt động sinh lý bình thường thì không nói, nhưng mà nếu nó gây đột biến gen thì cho dù mình tiếp xúc một lần mà nó gây đột biến gen, hoặc là chúng ta tiếp xúc hai lần thì nó mới gây đột biến gen, thì tùy mỗi loại độc tố. Nếu nó gây được đột biến gen thì có khả năng nó sẽ gây ung thư, nếu cái đột biến đó là đột biến gây những tế bào ác tính thì cái việc mà tiếp xúc nhiều lần hay không thì không nói trước được. Còn khi một người đã có một cái u mà được xác định là u lành thì bản thân nó sẽ là u lành rồi, nếu như người ta sử dụng một cái những cái nhiều lần, hay là giống như chị nói nhiều lần, hay là những lần người ta sử dụng tiếp xúc với độc tố này mà độc tố này nó gây đột biến gen, thì nếu như nó đột biến gen ở những cái tế bào trên cái u lành đó thì nó mới trở thành là u ác. Còn nếu như nó đột biến gen ở chỗ khác thì nó có thể là gây ra một cái u khác ở chỗ khác, mà cái u đó nó có thể là u ác chứ không phải là nhất thiết nó phải gây trên cái u đó. Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn. Thì về những cái độc tố của nấm thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ có những cái độc tố nè, chẳng hạn như là alpha toxin nè, oratoxin nè, rồi chitosan nè, rồi fumonisin. Ngoài ra nó còn có một số là nó ít gặp hơn nữa, chẳng hạn ít một số độc tố ít gặp hơn nữa, chẳng hạn là Batulin nè, hay là Sierra Leone nè, tức là những ít gặp, còn chúng ta thường ta gặp nhiều nó sẽ alpha toxin nè, oratoxin nè, chitosan, fumonisin. Thì về nguồn gốc alpha toxin chúng ta sẽ gặp ở những cái nấm mốc, chẳng hạn như là Aspergillus lavus nè, Aspergillus paraticus nè, hay là Aspergillus nomicus nè, nomicus. Thì thực phẩm này nó sẽ alpha toxin chúng ta sẽ gặp đâu? Chúng ta gặp ở những cái hạt, chẳng hạn những cái hạt như là ngũ cốc nè, ngô nè, lúa mì, lúa mạch, những cái hạt có dầu như đậu phộng, đậu nành, đậu tương, hướng dương gì đó. Nó cũng có thể trong một số gia vị, chẳng hạn như là tiêu, gừng nghệ, nếu như chúng ta để nó có mốc. Và đặc biệt là nó trong những cái loại hạt, chẳng hạn như là hạt hạnh nhân, hạt ốc chó đó, thì nó vẫn có, mắc ca rồi là kia cũng có. Rồi đặc biệt là sữa của những cái loài động vật mà nó ăn cái thức ăn bị ô nhiễm nấm mốc thì nó sẽ chứa nhiều cái alpha toxin nữa lắm. Cho nên là các anh chị cẩn thận là chúng ta không sử dụng sữa từ những cái nơi mà chúng ta không biết nguồn gốc và nó không được tiệt trùng. Sữa thì nó phải được tiệt trùng thì nó mới bảo đảm, mà sữa không tiệt trùng thì nó vẫn có khả năng lây nhiễm. Thì alpha toxin này nó có thể gây độc tính của nó là độc tính ở gan thì nó có thể gây những cái bệnh quanh gan, thậm chí là nó có thể gây là ung thư gan. Rồi nó có thể gây cái bệnh Kwashiorkor. Kwashiorkor tức là gì? Kwashiorkor nó là một cái bệnh, nó gọi là bệnh thể dinh dưỡng thể phù. Tức là gì? Các anh chị thấy là những người bị dinh dưỡng á thì thường là gì? Tay chân người ta ốm, nó còi cọc ốm, chúng ta thấy nó không có mặt. Nhưng mà những người bị suy dinh dưỡng này, tức là nó thiếu chất, nó suy dinh dưỡng nhưng mà nó lại phù chân tay, làm cho cảm giác nó có mập, nhưng mà nó bị phù. Nên người ta gọi nó là suy dinh dưỡng thể phù. Bình thường người suy dinh dưỡng là tay chân yếu đói, ốm yếu lắm, nhưng mà những người suy dinh dưỡng này thì tay chân nó lại là phù mọc lên. Rồi hội chứng Reyes,
Hội chứng Rayet là một hội chứng mà nhiễm độc não cấp tính, liên quan đến cái alpha toxin này. Nên là về bản chất thì alpha toxin này nó có thể gây sai hỏng ở gen, gây đột biến và gây ung thư, đặc biệt là ung thư gan. Rồi một cái chất độc nữa ở nấm nữa, nó chính là oratoxin. Oratoxin thì nó từ Aspergillus oceanus nè, Penicillium verrucosum. Chúng ta có thể gặp nó ở lúa mạch nè, gặp nó ở cà phê nè, hoặc là những hạt ngũ cốc, ngô đồ này kia cũng có. Đặc biệt trong một cái thứ mà các chị thay nó cũng hay có oratoxin là gì, cái gì? Cái thứ mà người ta hay ăn mà cái đó là thường người ta không có làm khô, nó phơi ẩm ẩm ướt là nó không có khô, nó dễ giống nóng. Đó chính là cái nho khô. Thì oratoxin nó sẽ gây là tổn thương thận nè, tổn thương gan nè, và nó có thể gây ung thư thận, Rồi trichothecin, trichothecin thì người ta thấy rằng là nó ở nấm Fusarium nè, Trichoderma nè, Trichothecin nè, hay là nấm Trachypotri, thì nó gặp ở cũng ở một số những cái hạt dạng như ngũ cốc, và nó sẽ gây là bệnh bạch cầu, tức là ung thư máu. Rồi fumonisin, fumonisin thì chúng ta sẽ gặp nó ở Fusarium nè, Moniliform nè, rồi Fusarium, Profifetarum, Veratum, nó sẽ gặp ở những cái như là bắp. Nó có thể gây ung thư. Nó có độc tính, cái thằng fumonisin này nó cũng có độc tính với thận, độc tính với gan ấy, với gan. Do đó khi các anh chị mà thấy bất cứ một cái sản phẩm nào mà chúng ta thấy nó nhiễm nấm thì các anh chị tuyệt đối ta không nên sử dụng, mặc dù có một số trường hợp các anh chị thấy rất là hay xảy ra nè. Ví dụ các anh chị mua một ký hủ tiếu về nhà, chúng ta nấu ăn, chúng ta hôm nay chúng ta nấu có 3 lạng thôi mà chúng ta còn cái bánh hủ tiếu á, các anh chị cũng để lại 3 ngày sau nó mốc. Ở nhà mình có những cô bác lớn hay ông bà cha mẹ mình thấy vậy cái người ta bắt đầu đem đi rửa, rửa xong đi phơi, nó khô queo luôn các anh chị, các anh chị sẽ không thấy cái mốc, không thấy, không còn cái miếng gì mà bằng chứng của nhiễm nấm mốc, khô queo luôn á, đem vô bỏ trong bịch có thể để được 1-2 tháng mà không sao á, tại nó khô queo hết rồi. Thì các anh chị lấy ra anh chị nấu, ăn. Tức là nếu anh chị nấu như vậy á thì mình nấu lên sôi lên vậy thì bao tử nấm nó sẽ chết đấy, nấm nó cũng sẽ chết nếu như nó còn nấm, hay nó còn bao tử nấm nó cũng sẽ chết, hơn 100 độ C nó sẽ chết hết rồi. Nhưng các anh chị, một số cái độc tố này chẳng hạn như alpha toxin nè, hay oratoxin này nè, các anh chị đun đến 150 độ C nó chưa chết nè, cho nên rằng là chúng ta có phơi đi nữa mà cái độc tố nó còn dính ở trên đó mà nó chưa bị phân hủy thì chúng ta sử dụng nó vẫn có thể nhiễm. Có thể là mình rửa thì nó bay bớt đi một số rồi nhưng mà nó vẫn còn có khả năng nó dính lại. Đó là ý là mình nói là cái thực phẩm mình đã phơi khô rồi mình đem đi mình sử dụng thì nó vẫn còn khả năng nhiễm. Còn nếu đối với những sản phẩm mà các anh chị thấy rằng là chúng ta để một thời gian mà thấy nó biến đổi cái màu, nó hơi lạ xíu, từ nó có màu lạ hoặc là nó có một cái mảng gì nó hơi mờ mờ nó bám lên, là nó lông lông nhỏ nhỏ này, các anh chị nó là nấm, các anh chị không sử dụng. Và thậm chí nha, những cái thực phẩm mà các anh chị bảo quản trong tủ lạnh, các anh chị để tủ mát, các anh chị để đi, có những thực phẩm các anh chị để tủ mát một thời gian trong đó nó có cái bào tử nấm trong đó, nếu chúng ta sử dụng liền thì không sao, nhưng mà các anh chị để khoảng 1-2 tuần nó mọc lên cái bào, nó mọc lên cái nấm ở trong cái tủ lạnh luôn, các anh chị, tức là nó vẫn sống được ở nhiệt độ lạnh đó và nó mọc lên được, thì những thực phẩm đó các anh chị cũng nên bỏ. Và các anh chị nên làm sạch tủ lạnh mình một lần, tại vì nó có thể là có những cái bào tử nó sẽ bám ở xung quanh. Cho nên là những cái mình cứ đôi khi là mình thấy là mình nghĩ ấy á, là cái nấm mình cứ để trong cái ngăn mát của tủ lạnh á, xin lỗi, thức ăn á, mình cứ để ngăn mát tủ lạnh, mình để có thể là 1-2 ngày,
có thể có người để một hai tuần luôn, nhưng mà các anh chị lấy vào thì có thể nó sẽ rất là, đừng nói gì các anh chị, mấy anh chị mua cái trái cà chua hay là trái cái mướp, cái bầu, cái bí gì, các anh chị bỏ thử trong ngăn mát tủ lạnh, các anh chị để nó một tháng anh chị không đụng tới nó, các anh chị lấy ra nó có nấm, nó bốc đầy, nó có nấm đầy. Cho nên là mặc dù là mình có để tủ lạnh tủ mát nhưng mà các anh chị cũng nhớ là mình bảo quản một thời gian thôi, một vài ngày thôi, chứ không phải là chúng ta để lâu dài như vậy. Mà các anh chị để lâu dài như vậy thì rất là nguy hiểm ha, chúng ta có thể nhiễm những cái nấm này. Và tuyệt đối rằng là nếu chúng ta đã thấy nấm thì chúng ta không nên sử dụng ở nhà. Mình có thể thấy nấm rất nhiều anh chị, nhưng mà đôi khi mình tiếc có những cái sản phẩm mình mua mắc lắm, chẳng hạn như là các anh chị mua những cái hạt, chẳng hạn như là hạt hạnh nhân, hạt mắc ca gì đó cả mấy trăm ngàn một ký, hay hạt ốc chó mà mấy trăm ngàn ký, chúng ta mua về chúng ta ăn mới chưa bao nhiêu hết, có để quên đi một thời gian, nếu như nó có cái bào tử nấm hay nó nhiễm nấm không đó, nó mọc lên, và chúng ta đem ra, chúng ta thấy tiếc, chúng ta bắt đầu đi rửa, xong rồi chúng ta đem phơi, xong rồi chúng ta đem bị chúng ta nướng, có nhiều anh chị phơi xong rồi nướng, hoặc là phơi xong rồi nó khô hết rồi không thấy dấu hết rồi, chúng ta đem đi nấu, đi nướng rồi kia. Nhưng mà cái chị nên nhớ rằng là bào tử nấm nó sẽ chết, con nấm nó sẽ chết, nhưng cái độc tố đôi khi nó không chết, nói chính xác hơn là nó không bị phân hủy, tức là độc tố nó sẽ có cấu trúc hóa học, và nếu như ta đun đến 100 độ C nó chưa phân hủy cấu trúc hóa học thì nó vẫn còn khả năng gây bệnh. Cho nên là những cái này nó dạ thầy, cho em hỏi với thầy, hỏi đi anh. Dạ thầy, nếu mà vậy mình ví dụ mình có một số loại nấm, có một số loại mà để như thuốc đó mình đem mình ngâm rượu rồi nó có ảnh hưởng không? Nấm nào anh? Nấm nếu mà trong cái thực phẩm của mình nó có nấm ở trong rượu, ngâm rượu hả anh? Ngâm rượu hả? Không, ví dụ như một số loại thuốc á mình có bị nấm ở trong, mình cô mình ngâm rượu nó có bị ảnh hưởng gì không? Tức là cái nguyên liệu như nhan sâm hay là gì á, hay là nấm linh chi á? Không, anh tắt mí đi. Những cái nấm đó chẳng hạn như nấm linh chi hay nấm đông trùng hạ thảo gì đó, những cái nấm đó là nấm có lợi anh chị, nó không phải là nấm có hại, nấm đó là nấm có lợi. Cho nên là mình ngâm những cái nấm đó thì nó sẽ có lợi chứ không có hại, tức là những cái chất nó tiết ra là những chất nó sẽ giúp cho cải tạo một cái vấn đề nào đó cơ thể, chẳng hạn như là máu huyết lưu thông hay là gì đó, nó về y học cổ truyền á, thì cái đó mình không rành lắm, nhưng mà nó là những cái nấm có lợi chứ không phải là nấm có hại. Còn ở đây là mình đang nói những cái nấm mà chẳng hạn như là mình thấy nấm mốc mà trên thực phẩm á, thì những cái nấm nó thường đa số là có hại hết. Còn những cái nấm mà cũng được thấy là nó có rất nhiều nấm có lợi, chẳng hạn như nấm kim chi á, nấm kim chi mình ăn á, hay là nấm kim chi, kim châm, rồi nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm gì đó, nấm mỡ, nấm gì đủ thứ á, các anh chị thấy thì nó là những cái loại nấm có lợi. Dạ, ý em khác rồi, ý em là cái nấm mà bị nấm đó, nó bám lên trên đó, nấm hoặc mốc nó bám lên trên đó, bám lên những sản phẩm đó mình ngâm rượu nó còn độc tố này. Tức là ý anh nói là ví dụ mình đem một cái củ, một cái rễ rồi đó, mà hay một cái cây rồi đó, hay một sản phẩm rồi đó mình đem mình ngâm rượu, nhưng mà trong cái cây đó nó nhiễm nấm đúng không? Nó nhiễm nấm. Dạ, đúng rồi. Nếu như nó nhiễm nấm ha, nếu như ở cái nồng độ mà cồn đó, nồng độ cồn đó, tùy theo loại nấm, nếu cái nồng độ cồn đó mà độc tố của nấm nó có thể tồn tại được, nó sinh sống được, cái nấm nó phát triển được thì nó vẫn gây hại. Nhưng mà thường là nếu mà các anh chị ngâm ở nồng độ cồn mà lâu á, mà còn mà cái rượu mà lâu á thì thường là nó sẽ không phát triển tốt được. Và cái thứ hai đó là những cái thực phẩm mà mình đi ngâm rượu á, thì trừ một số những cái hạt hay trái chẳng hạn như là nho hay là một số cái trái á, thì còn lại là những cái thành phần khác thường nó ít cái nhiễm nấm. Còn nếu như một số nấm nếu mà nó sống ở nhiệt độ cồn á, nó sống được thì nó sẽ có thể phát triển được, nó vẫn gây bệnh được. Thầy ơi, cho em hỏi thầy ơi. Hỏi đi chị. Cái tủ lạnh hồi nãy thầy nói vệ sinh tủ lạnh đó, nếu mình vệ sinh bằng cái nước thường á thì nó sẽ không có tiêu diệt được cái bào tử nấm á thầy. Vậy thì mình nên vệ sinh cái máy lạnh bằng cái gì để cho nó diệt được mấy này thầy ha? Bây giờ nếu như mà chị mà dọn cái tủ lạnh ra hết rồi ha, hết rồi á, thì
Mình có thể là lấy những cái nước 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 mà dạng như nước là mình lau, tại vì chị phải dọn ra hết xong rồi mình lau hết, thì mình lau như vậy nếu như nó có bầu tử nấm ở trong đó thì nó sẽ bám hết vào trong những cái khăn mình lau, khăn ướt mình lau, rồi chị có thể lau 2-3 lần, tức là mình lau qua là 2-3 lần như vậy thì những cái bầu tử nấm hay là những cái nấm nó dính trong đó, cái khăn nó dính trong khăn hết, tức là mình lau mà mình chịu khó là mình sẽ giặt khăn lau rồi chịu khó nhúng khăn thường xuyên thì nó sẽ bay đi hết một số rồi, hết một số rồi. Có thể là mình có thể dùng một số cái dung dịch mà nó bán ở ngoài thị trường để vệ sinh cái tủ, hoặc là tốt nhất nữa là nếu các anh chị muốn các anh chị có thể sử dụng cồn cũng được. Nhưng mà nếu mà xài cồn á thì các anh chị phải để nó bay hơi, để bay hơi sau đó chúng ta mới bỏ thực phẩm vào, và nói chung là Bảy mươi nên độ hả thầy? đúng rồi cồn 70 độ, hoặc là nếu các anh chị sử dụng nhanh hơn nữa là cồn 90. Mình sử dụng Dạ cảm ơn xà thầy. bông pha loãng mình lau cũng được đúng không thầy? Cồn mà nếu mà chị pha loãng thì nó không đủ nồng độ. Dạ hôm ấy nó là xà bông á, xà bông pha loãng. Xà bông pha loãng em chưa thấy ai mà lấy xà bông pha loãng mà đi rửa tủ lạnh hết đó, nó khó luôn á. Tại vì nếu mà chị xài xà bông pha loãng nha, cái mùi xà bông nó bám ở trong tủ lạnh lâu lắm á. Không, ý là mình giặt cái khăn bằng xà bông pha loãng xong À, mình mình giặt thì chỉ giặt cái khăn thì pha loãng hay là pha đặc thì cũng được hết, miễn sao nó sạch thôi, rồi sau đó chị lau lại thì được. Chứ còn cái xà bông mà đừng đem rửa tủ lạnh nha, tại nó cái mùi nó dính trong đó là có thể là khó khó lâu lâu lắm mới hết, không chịu nổi đâu. thầy ơi, còn cái bột baking soda đó thầy, đó có diệt được nấm không thầy? Baking soda hả chị? Không Dạ. diệt lắm đâu, không diệt. Dạ. Dạ À, cảm ơn thầy. tại vì baking soda mình có ăn được mà, được không anh chị? Baking soda đó mình ăn được không? Dạ, có được thầy. Đúng rồi, Nhưng mình mà nó cũng làm thành những dung dịch mà tẩy rửa đó thầy. thì nó là dung dịch tẩy rửa thôi nhưng mà nó không diệt được nấm đâu. Chloramin B được không thầy? Không dùng nha, chloramin B mà chị bỏ tủ lạnh là nguy hiểm lắm á. Cái đó là nguyên độc. Không, cái chị đang đang cái nấm này á, thực ra là nó bám vào thôi chứ nó không phải dạng như kia các anh chị lau nó hết à, cho nên là quá lắm là các anh chị lau tới cồn thôi, chứ còn các anh chị dùng chloramin B là tức là các anh chị đã diệt vi khuẩn hay virus rồi, là các anh chị lau sàn thôi, chứ còn tủ lạnh mà các anh xài chloramin B nó dính được thực phẩm ăn nguy hiểm lắm á, không sử dụng nha. Dạ cảm ơn thầy. Rồi do đó nếu như các anh chị mình sẽ có một cái cách để mình phòng ngừa là phòng ngừa nhiễm độc tố nấm, tức là gì, các anh chị phải kiểm tra kỹ kỹ những cái thực phẩm, đặc biệt là những cái loại hạt bắp nè, lúa mì nè, hay là đậu phộng nè, đậu tương đậu đỏ, là tới chung liền cái loại đậu á, hạn hạt nhân, óc chó nè, mắc ca nè đó. Nếu mình có bất kỳ cái nào mà nói thì mình bỏ rồi. Phải xem hàng sử dụng ha, xem hàng sử dụng, bảo quản nơi khô thoáng và sạch sẽ, đừng ở để ẩm thấp và đừng để nắng chiếu trực tiếp luôn, rồi đặt trong ngăn mát tủ lạnh thì chúng ta cũng để một vài ngày thôi các chị, không nên để lâu và không nên ăn thực phẩm cũ. Nếu mà thực phẩm chúng ta trên nguyên tắc an toàn các chị, thực phẩm nào mà các anh chị để quá 2 giờ là các anh chị phải bỏ tủ lạnh hết. Không nên sử dụng. Thôi cho em hỏi mấy cái hạt đó thầy, hạt mắc ca, hạt óc chó thì nó hay có cái hiện tượng là hôi dầu á, thì cái hiện tượng này á, nó có phải là đang trong quá trình chuyển qua thành nấm mốc không thầy? Cái đó hả? Dạ. Cái đó thì nó không phải là bị nấm đâu vậy, không nấm rồi. Những cái là hạt cái gì hay để lâu nó hay mới gắt dầu lắm. Tức là do nó biến đổi cái những, tức là trong những cái hạt đó các anh chị, nó sẽ có những cái tinh dầu, những chất dầu thì lâu ngày nó bị biến đổi á, biến đổi thì nó có thể là nó dẫn đến hôi dầu,
cái hàng những cái hạt mà thường nó chứa nhiều dầu á, nhiều dầu. Tuy nhiên thì người ta bảo rằng là những cái hạt mà có dầu như vậy, nếu các anh chị nhìn nó chưa có hiện tượng nào có lên mốc thì là nó chưa nhiễm đâu. Nhưng mà cái khi mà nó đã lên dầu rồi, cái gì nó lên dầu rồi thì nó sẽ là một cái điều kiện rất là tốt cho những cái nấm nó phát triển. Dạ, cảm ơn thầy. Đấy, cho em hỏi thầy ơi. Hỏi đi anh. Vậy mấy cái đó bây giờ mình chiếu qua cái đèn cực tím được không thầy? Nấm mà nấm mà anh chiếu qua đèn cực tím hả? Dạ, nấm mốc, nấm mốc thường chúng ta chiếu được anh. Không được anh thầy. Dạ. Được. Thầy ơi, còn ngăn đá, ngăn đông á, âm mấy chục độ thì nấm mốc có sống được không thầy? Sao anh? Sao chị? Mình à. Để ở ngăn ngăn đông tủ lạnh đó thầy. Ngăn đông tủ lạnh thì nó sẽ vẫn còn sống nhưng mà nó không hoạt động thôi, động thôi. Đối với lại cái những cái độc tố này nè, độc tố thì có thể đông nó sẽ không còn động nhưng mà cái bào tử nấm nó vẫn có thể còn, nhưng mà đông thì các anh chị để ngăn đông tủ lạnh thì nó cũng phải có thời gian ha. Nếu mà các anh chị mà đảm bảo là không độ C thì các anh chị cũng lưu trữ không được quá vài tháng nào. Còn nếu mà âm 2 độ C thì chúng ta mới để được đến 2 năm. Còn nếu các anh chị để nhiệt độ đông tủ lạnh thì các anh chị cũng không nên để quá 1 tháng. Theo mình các anh chị cũng không nên để quá 1 tháng. Dạ, cảm ơn thầy. Để cho mình hỏi nữa thầy. Pháp tối ưu nhất thầy. À, mình có nghe mấy cái tủ lạnh đời mới bây giờ nó mới có cái độ khử khuẩn nó thế, như mình có thấy an toàn không thầy? Thế có đỡ không? Có an toàn không ha? Dạ, thế nếu cái độ là để khử khuẩn mấy cái tủ lạnh mới giờ nè. Thì nói chung là mình cũng vừa bảo quản nhưng mà mình, thời gian mình cũng vừa vừa thôi, nhưng mà thấy nó có đỡ hơn cái tủ lạnh cũ không á, đời cũ không? Thì nó sẽ có một cái, nó sẽ có những cái tia hoặc là những cái chất khử mùi để diệt khuẩn, cái đó thì mình không rõ lắm, nhưng mà về bản chất nó thì nếu mà nó diệt khuẩn được thì nó phải có cái tia hoặc là nó có cái chất để diệt khuẩn. Nó nói là diệt khuẩn như vậy nhưng mà các anh chị phải anh phải xem rằng là nó diệt được cái loại nào, chứ nhiều khi nó quảng cáo mình rằng là cái tủ lạnh nó diệt khuẩn nhưng mà diệt cái gì, diệt bao nhiêu loại, ví dụ nó diệt có 2-3 loại thì cũng như những người bình thường thôi chứ đâu. Cho nên là anh phải coi trong hướng dẫn sử dụng nó là diệt cái gì và cơ chế của nó diệt là thế nào, nó dùng tia thì tia thế nào, tia đó nó có ảnh hưởng đến mình không, rồi nó cái chất diệt khuẩn nó là gì. Còn hồi nãy cái anh nào mà nói đèn cực tím á, thì cái đèn cực tím là cái đèn UV, đèn UV thì thường á chị, đèn UV đó thì chúng ta sử dụng á là nếu ở nồng độ mà hồi nãy anh tưởng là em nói là em đang nghĩ cái đèn wood, không phải, là anh hỏi đèn cực tím. Thì cái đèn cực tím á, nếu như các anh chị mà chiếu á thì các anh chị phải mua cái đèn cực tím, thì trong cái đèn cực tím nó sẽ nói là nó sẽ diệt được cái gì, trong hướng dẫn sử dụng nó sẽ có hết, và cái đèn đó là chúng ta có tiếp xúc với nó được hay không. Tại vì một số cái đèn cực tím cái tia UV đó là nó có thể, nó chưa diệt con vi khuẩn nha các anh chị, nó chưa diệt được con virus hay là nó chưa diệt được con nấm hay là con ký sinh trùng mà nó đã diệt tế bào của mình rồi. Cho nên là một số hợp tia UV á, là nó có thể diệt cái tế bào của mình. Cho nên rằng là mình có thể ung thư chết trước nó. Cho nên rằng là anh chị mà xài đèn cực tím thì các anh chị phải đọc xem rằng là cái đèn đó nó sử dụng cho người được không, chúng ta nhiễm cái tia đó được không, và cái nó sẽ điều trị, nó sẽ diệt được cái loại nào. Cái đó các anh chị phải lưu ý nha. Xin hỏi thầy. Hỏi đi anh. Cái con Chico Đạt Ma hồi nãy thầy có giới thiệu á, cái con nó ứng dụng trong trong vi sinh sinh học trong nông nghiệp á, vậy tiếp xúc nó có ảnh hưởng gì đến nó có xâm nhập vào da gì không? Chico Đạt Ma. Hồi nãy nó không phải là Chico Đạt Ma đâu anh. Chico Đạt Ma nó là Chico Đạt Ma nó là dạng như là vi khuẩn á. À không phải, Chico Đạt Ma nó là nấm, còn cái này nó là Chico Phyton. Lại trong cái khung cuối cùng. Cái khung cuối cùng này ha. Khung cuối cùng để em coi lại coi. Đó. Đúng anh. Dạ, yeah. Chico Đạt Ma. Chico Đạt Ma mà dùng để mà con hữu cơ vi sinh. Con hữu cơ vi sinh đó là một cái chủng khác ha. Cái chủng này là khác, cái chủng này khác. Cái chủng này nó số độc, còn cái chủng mà phân hữu cơ vi sinh nó là chủng khác. Tại vì Chico Đạt Ma này nó cũng có nhiều cái chủng đó, nó nhiều chủng. Dạ. Rồi.
Như vậy là mình hết cái bài nắm ha các anh chị. Mình nghỉ đây nha, hôm nay mình nghỉ nha. Cảm ơn thầy, thầy giảng hay quá. Cảm ơn thầy. Ngày mai sao thầy? Ngày mai học rồi kiểm tra hả? Mai như thế nào thầy? Đúng rồi anh chị, đúng rồi. Các anh chị có một cái link nào mà chung của nhóm không? Dạ có thầy, cái nhóm phi sinh có thầy trong đó thầy. Đúng rồi nhóm đó đúng không? Rồi, dạ đúng rồi nhóm đó. Mình sẽ gửi cho đó. Rồi. Ngày mai mình học mấy giờ mới cho đề kiểm tra thầy? Mình học hết bài thôi. Hết bài mới cho đề. Rồi đúng mình rồi. Làm bao lâu mình mới nộp? Làm 2 ngày nộp. À 2 ngày. Lập cho lớp trưởng thầy. Ủa 2 ngày là tính thứ bảy chủ nhật đó hả thầy? Đúng rồi. Đề tự luận hả thầy? Tự luận. Thầy ơi. Thầy cho nó dài đấy. Dài thời gian xíu được không thầy? 2 ngày còn nữa. Tụi em bận bận việc đó, tụi em chưa làm gì đó. Chính thứ bảy chủ nhật đó thầy. Kiểm tra mà cho 2 ngày bận. Thứ 2, thứ 3, thứ 4 gì đó thầy. Thôi 2 ngày thôi, kiểm tra mà cho 2 ngày là giữ rồi đó. Nhiều quá thầy ơi. Rồi. Nhưng mà thầy ra đờm mở mà, thầy có ra cái ấy không? Thì mở mà các anh chị muốn tìm tài liệu đâu tìm chứ mình đâu có cản đâu. Dạ đúng rồi, cho nên thầy cho thời gian nó thoải mái xíu thầy. Mấy hai ngày mà không thoải mái nữa. Các anh chị ngồi một buổi tối, các anh chị ngồi chừng 30 phút rồi. Tại vì đa số các anh chị là gì? Các anh chị chìm trên Google, các anh chị bấm vô không à. Không có đâu thầy. Thầy cho những câu hỏi bí ẩn là không tìm ra luôn á. Thầy cho 2 ngày về là du di rồi các bạn ơi, đừng có. Dạ thôi phải được rồi, được rồi, được rồi. Rồi vậy thầy anh... là quá thoải mái nhưng mà... tụi mình rồi. Thầy cho đề rồi. Dễ dễ nha thầy. Thầy cho đề mà tắt Google cái. Nhưng là làm 15 phút với 45 phút luôn á thầy. Đúng rồi, đúng rồi. Các anh chị làm một lần thôi là hai bài luôn á. Ủa ngày mai mình còn cái bài nào cuối cùng không thầy? Anh thấy còn bài cùng y học rồi. Bài côn trùng. Dạ côn trùng y học. Rồi, nghỉ nha các anh chị. Rồi chào thầy. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Dạ cảm ơn thầy. Thầy, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Chào thầy. Rồi chào các anh chị.